Giờ bắt đầu đi em. Anh thôi dạ nghe rõ. Alo. Alo, nghe rõ. Dạ, tôi và các bạn hôm nay nhóm của tụi em trình bài về tiếp cận các bot ở trong phổi. Dạ, thì định nghĩa một cái định nghĩa một cái nó trong phổi là lân nodule là thứ nhất, đây là một cái tổn thương thường nó xảy ra, mình sẽ mô tả là nó rất là thường gặp trên một cái chụp X-quang, thì mình sẽ mô tả thường đây là một cái nốt trong phổi, là một cái tổn thương mờ, một cái nốt mờ. Nốt thì nó thường là đường kính nhỏ hơn 3 cm, còn mà khi lớn hơn 3 cm thì mình thường dùng là cái khối hay là cái u. Cái nốt thì đặc tính của nó là cái bờ và cái ranh giới của nó rõ ràng. Cái bờ và cái ranh giới rõ ràng ở đây là nói là nó rõ ràng so với các phần mềm xung quanh như là xương hay là hạch, chứ là cái bờ thì nó có thể cái rõ ràng đây không phải là cái viền của bờ như là bờ, một cái nốt thì nó cũng có thể là nham nhở xù xì chứ không phải là trơn láng. Mô tả nữa là một cái nốt thì nó được bao bọc hoàn toàn bởi nhu mô phổi, không tiếp xúc với rốn phổi hoặc trung thất, không liên quan đến hạch, xẹp phổi, tràn dịch màng phổi. Thì phân loại thì bao gồm thường sẽ có nốt đặc, là nốt bán đặc và nốt kính mờ. Thì nguyên nhân của một cái nốt phổi thì thường nó sẽ là có hai nhóm là ác tính hoặc là lành tính. Thì ác tính thì bao gồm có ung thư phổi, hoặc là ung thư tại phổi, hoặc là ung thư từ cơ quan khác di căn đến phổi, hoặc là u carcinoid thì thường gặp là dạng u nội phế quản. Thứ hai là lành tính. Lành tính thì thường là nhiễm trùng. Nhiễm trùng mình sẽ gặp trong những tình trạng là u hạt nhiễm trùng chiếm khoảng 80% những cái nốt phổi đơn độc. Thì trong đây thì bao gồm có nhiễm nấm, nhiễm lao, ngoài ra còn có một số vi khuẩn hoặc ký sinh trùng. U lành thường gặp là cái hamartoma. Hamartoma là cái này là u mô, thì khoảng 10% nốt phổi đơn độc là lành tính, ít hơn là fibromas và một số cái u khác. Thì khi mà chụp một cái phim phổi thì khi mà phát hiện một cái nốt mờ ở phổi thì kể cả bệnh nhân và bác sĩ đều phải hướng tới là cái nốt mờ này là lành tính hay là ác tính. Thì bước đầu mình tiếp cận qua chẩn đoán hình ảnh thì có một số đặc điểm để gợi ý cái việc là cái nốt này nó lành tính hoặc ác tính. Thì có một số đặc điểm, thứ nhất là mình dựa vào cái vị trí, kích thước, tốc độ tăng trưởng, đường bờ, cái viền xung quanh của nó, đặc tính trong nó, và kết hợp với các cái yếu tố lâm sàng, giống như là ở một cái nốt phổi kích thước nhỏ trên một cái bệnh nhân không có tiền căn hút thuốc lá, không có tiền căn tiếp xúc với những cái hóa chất hoặc bụi xi măng thì rồi tốc độ tăng trưởng nó chậm, thì mình có thể nghĩ nó hướng về lành tính mà nhé. Hoặc là lâm sàng ở một cái nốt phổi trên một cái bệnh nhân có hội chứng cận ung, có tiền căn hút thuốc lá kéo dài hoặc tiền căn tiếp xúc với xi măng, amiăng, thì mình có thể nghĩ tới một cái hướng độc là u ác. Thì mình sẽ đi vào từng cái đặc điểm của một cái nốt phổi. Thứ nhất là vị trí, thì theo như thống kê thì đa số là những cái nốt đơn độc mà nằm ở tùy trên của phổi thì đa số là gợi ý là ác tính. Này là thống kê về vị trí, thì cái này nó mình nghĩ là nó cũng không có chắc chắn trên lâm sàng lắm, cũng không có chắc chắn để chẩn đoán khẳng định là lành tính hoặc là chắc chắn chẩn đoán là ác tính. Hay là về kích thước của khối u
thì khả năng ác tính thì nó có thể tăng theo kích thước. Khi mà một cái nốt mà dưới 4 cm, 4 mm thì khả năng ác tính của nó là 0%. Còn khi mà bắt đầu một cái nốt mà nó lớn hơn 8 mm thì cái khả năng ác tính của nó là trên 15%, và trên 20 mm thì hầu như là ác tính khoảng 75%. Hai là về tốc độ tăng trưởng thì muốn đánh giá, khi mà đánh giá về cái tốc độ tăng trưởng này nó cũng hơi khó, là nếu mà là lần đầu tiên ta tiếp xúc với bệnh nhân thì mình đòi hỏi còn có một cái phiên cũ để so sánh. Thì cái phiên cũ cũ này có người có người không, mà nếu mà so sánh trên phiên X-quang không thì nó cũng khó, là do cái thời gian nhân đôi là thời gian mà cái nốt nó tăng gấp đôi về thể tích. Cái này mình nhấn mạnh là thể tích chứ không phải là về đường kính. Tại vì cái thể tích thì đa số là khi mà kích thước mà nó tăng 1/4 thì thể tích nó đã tăng gấp đôi rồi. Nhưng mà cái nốt nhỏ quá mình sẽ không có thể quan sát cái độ trên cái phiên X-quang, thì cũng khó quan sát cái việc mình nó tăng về cái đường kính. Còn cái thời gian về nhân đôi á, thì nó sẽ có hai mốc. Nếu mà nó nhân đôi quá nhanh, thời gian dưới 30 ngày, hoặc là nó nhân đôi quá chậm là trên khoảng 400 ngày thì nó là thường lành tính. Còn một cái nốt đơn độc mà mình thấy nó ổn định về cái kích thước đó trong vòng hơn 2 năm thì đa số nó là lành tính. Còn những cái đặc điểm về cái mô tả về cái nốt, mình sẽ có mô tả về cái bờ của nó. Thứ nhất là cái viền ngoài. Viền ngoài cái bờ thì mình chia thành 6 nhóm, là trơn láng, chia tùy, có tua gai, nham nhở, bờ dạng tua, bờ đa giác, hoặc là có quầng mờ bao quanh. Thì đây đây là một cái nốt, có nghĩa là cái bờ của nó đa số trơn láng. Đây là nó có thể nó chia thành những cái múi tùy nhỏ. Cái này là tua gai, đây là một cái nốt có tua gai của vàng. À, đây là một cái nốt ở vỏ, như là bờ nó xù xì, nhanh nhở, nó răng cưa nó không có được trơn láng. Đây là một cái nốt là nó bờ đa giác, nó hình hình dạng như là hình sao. Đây là nốt mặt kính mờ, có cái dấu halo là dấu sáng bao quanh đó. Thì đây là một cái bảng thống kê về cái đặc tính của nó. Thì trơn láng thì lành tính, tuy nhiên là nó không có quyết định được, tại vì có 1/3, 1/3 là số ca ác tính, thì cái tỷ lệ này nó cũng cao. Bờ đa cung thì tiên lượng ác tính khoảng 80%, tua gai thì ác tính khoảng 88 đến 94%, tuy nhiên cũng có một số trường hợp lành tính. Bờ nham nhở, bờ đa giác. À, mình có thể tham khảo thêm cái bạn. Thứ hai là mình đánh giá là một cái nốt thì bờ viền ngoài rồi, thì bây giờ mình sẽ đánh giá về cái trong lòng của cái nốt, thì nó sẽ có những cái dấu hiệu vôi hóa. Thứ nhất là vôi hóa. Vôi hóa thì cũng có vai trò quan trọng nhất luôn, đó là vai trò quan trọng nhất trong việc phân biệt lành tính và ác tính. Thường thì đóng vôi thì trên MRI thì mình sẽ thang điểm đóng vôi, thì thường là điểm trên hai khoảng trên 200 Houston. Thì đóng vôi có thể phân thành năm dạng. Thứ nhất, đóng vôi lan cỏ hoặc là trung tâm, rồi đóng vôi thành nhiều vòng đồng tâm thì dấu hiệu của một cái u nạc granuloma, hoặc là bóp con là bóp nổ, hoặc là đóng vôi ngoại biên. Thì ta quan sát những cái hình như là cái này là đóng vôi hoàn toàn, thì nó cái đậm độ của nó sẽ tăng cái đậm độ. Đây là đóng vôi trung tâm thì nó có một cái nốt vôi nhỏ tăng đậm độ trong cái nốt phổi. Nếu mà tao nhìn kỹ thì ở đây mình sẽ có một cái là đóng vôi ngoại biên. Đây có ở trung tâm thì nó lõm, ở trung tâm thì nó vẫn giảm đậm độ, ở viền ngoài thì nó tăng đậm độ.
À, đây là dạng popcorn, có nghĩa là nó giống như là bắp rang bơ của mình đi coi bắp nổ, mình đi coi cine. Đây là dạng bắp bắp rang đặt trong trường hợp hamartoma, là một cái mô nó đóng vô trung tâm dạng mắt bò. Đây là một cái nốt phổi và cái đóng vô trung tâm. Nốt vôi hóa vô định hình trong một nốt đơn độc ở phổi gọi là lăng tính, thì nó không tạo nên một cái hình dạng gì cụ thể. Nó cái phần tăng nặng độ và giảm nặng độ nó xen kẽ với nhau, hoặc là một cái vôi hóa gần tâm. Thì đặc tính của một cái đóng vôi của nốt ác tính thì 10% nốt ác tính là có đóng vôi như là nốt nhỏ lập tâm không có hình dạng nhất định. Ca phẫu thường xuất hiện trên nền một cái granuloma trước đó thì nó là vôi hóa lập tâm. Một số ca phẫu có nốt vôi hóa nhỏ hoặc là vôi hóa vi thể, đặc biệt là carcinoma tuyến, di căn đóng vôi từ sạc cơm xương hoặc sạc cơm sọ. Thứ hai là một trong những thành phần mà khi mà chúng ta gặp trên cái nốt đó, mà tiên lượng nó tốt hoặc là thành mỡ. Mỡ thì từ là 4 trừ 400 đến trừ 120 Houston, thì mỡ nó thường gặp trong cái hamartoma viêm How phổi dạng feel? dạ How hello feel? how feel dạ, viêm phổi dạng mỡ và di căn từ liposạc cơm. Và ngoài cái hình ảnh nữa là hình ảnh tạo hang, là nhiễm trùng, viêm mạch, nhồi máu, ung thư. Tạo hang nó cũng có thể lành tính hoặc ác tính. Lành tính thì là thành dày đều, ác tính là ở động, lành tính là thành mỏng đều, ác tính là thành dày không đều. Thì 95% nó tạo hang với thành dày trên 15 mm là ác tính, dưới 5 mm thường là lành tính. Đây là một cái CT thì nói về cái tạo hang. Đây là một cái nhồi máu phổi chẩn đoán nhầm với ung thư ở bệnh nhân 58 tuổi với bạch cầu và huyết khối tĩnh mạch sâu. Một cái hình ảnh mà ác tính mà gợi ý đó là bóng khí nhỏ của khí quản đồ, thì nó sẽ có những cái bóng khí trong nằm trong một cái ngót, thì nó gợi ý là carcinoma tuyến, lymphoma, sarcoidosis hoặc là viêm phổi hóa tổ chức. Dấu halo, dấu halo là một cái vùng kính mờ bao quanh nó không có rõ ràng, bờ không rõ, xuất biểu hiện xuất huyết, xâm lấn của u hay là viêm xung quanh thường gặp trong carcinoma tuyến tại chỗ hoặc sarcoma Kaposi, di căn phổi từ sarcoma. Lại là những cái đặc điểm của một cái nốt phổi lành tính. Thì nốt phổi lành tính thì thường nhất là cái bờ nó sẽ đều, bờ nó sẽ đều, nó sẽ có đậm độ mỡ, đóng vôi theo cái đặc tính lành tính của nó, và sang thương vệ tinh thời gian nhân đôi thì là từ 1 tháng cho đến dưới 2 năm. Còn nốt phổi ác tính là bờ không đều tổ gai. Ác tính thì nó có thể co kéo màng phổi hoặc co kéo những cái xung quanh, có hoại tử, đóng vô dạng ác tính, và hoặc là những cái dấu có bóng khí trong cái nốt gợi ý là liên quan trong lòng phế quản. Thì khi mà ta phát hiện được một cái nốt phổi thì chúng ta phải quản lý cái nốt phổi nó như thế nào. Thứ nhất là nếu mà nó phổi dạng đặc mà đường kính dưới 8 ly và chia thành đường kính trên 8 ly tại đường kính trên cái mốc 8 ly thì để đánh giá cái độ ác tính, nó có nguy cơ ác tính cao, thì trên
dưới 8 ly thì mình sẽ xử lý theo hướng dẫn của Fleischner, còn trên 8 ly thì mình sẽ tính toán theo cái xác suất ác tính. Thì chút xíu nữa em sẽ trình bày cái bảng mà tính toán cái xác suất ác tính, thì nó sẽ chia thành những cái mốc dưới 50 và trên 60. Dưới 50 thì mình theo dõi khoảng 3, cứ mỗi 3 tháng hoặc 6 tháng theo dõi. Còn trên 60% thì tiến hành sinh thiết, có mình có thể chọc kim hoặc là nội soi phế quản để lấy mẫu sinh thiết. Còn trong khoảng từ 50 đến 60% thì mình có thể chụp PET CT scan. Thì đây là hướng dẫn của hiệp hội Lesner, là gồm những nốt mà dưới 8 ly, thì dưới 4 ly thì không cần theo dõi. Nếu mà cái nguy cơ ung thư thấp thì không cần theo dõi, nguy cơ ung thư cao thì theo dõi mỗi 12 tháng. Từ 4 ly đến 6 ly thì CT mỗi mỗi năm, nếu mà nó không thay đổi thì không cần theo dõi tiếp. Còn nguy cơ cao thì CT mỗi 6 đến 12 tháng, sau đó khoảng 12 đến 24 tháng. Còn 6 ly đến 8 ly là theo dõi mỗi 6 tháng, thì mình tới mật độ theo dõi của mình gần hơn. Và đây là cái bảng để đánh giá cái tính cái xác suất mà ác tính, thì bao gồm có đặc tính về lâm, đặc điểm về lâm sàng như là tuổi, có hút thuốc lá hay không, có hít khói hay không, rồi là có cái tiền căn gì ác tính trước đây hay không, rồi kích thước của nó, rồi kích thước, vị trí, bờ, tốc độ tăng trưởng, cái thành dày mỏng, rồi canh, mức độ canxi hóa, rồi một số cái đặc điểm thêm vô như là bé. Tóm lại là mình sẽ đánh những cái thang điểm vô đây thì nó sẽ tính cho mình cái mức độ ác tính theo phần trăm để mình so vô cái cây sơ đồ quản lý trên. Hiểu biết của chúng tụi em tới đây so ngắn gọn vậy thôi. Hết rồi hả? Đợi con chút nha. Cô để lấy cái bài của cô ra. Bây giờ khi mà mình tiếp cận một cái nốt phổi hay là một cái u phổi thì nãy Cường có nói rồi đó. Tức là một cái nốt phổi có nghĩa là cái đường kính của nó dưới 3 cm, và nếu đường kính trên 3 cm thì mình gọi là u phổi, tumor đó. Cái kia là nodule ha. Tức là nó nằm ngay, nó có giới hạn xung quanh là phổi chứ nó không có dính với cái gì hết, và cái bờ nó rõ. Bờ rõ có nghĩa là cái trơn láng hay là cái răng cưa thì nó đều gọi là rõ, nghe nghe Cường nha. Rõ là rõ ha, còn cái chuyện trơn láng với chuyện răng cưa là khác ha. Rồi. Như vậy thì thứ nhất là đầu tiên á, là mình phải có lâm sàng ha, và thứ hai là hình ảnh học khi mà mình một tiếp cận một cái u phổi như vậy á, u phổi hay là nốt phổi tùy cái kích thước của nó, thì thứ nhất là mình phải có lâm sàng nha. Có thể bệnh nhân, tại vì Việt Nam mình á, bệnh nhân đến trễ lắm nha các bạn, mà ngay cả nước ngoài cũng vậy, đôi khi là bệnh nhân đến rất là trễ, cho nên á,
Nếu mà bệnh nhân đến sớm thì hầu như là bệnh nhân chưa có triệu chứng gì cả, chưa có triệu chứng gì cả, và phát hiện tình cờ khi mà đi đi chụp X-quang gì đó, qua một cái cuộc mổ hay là đi khám sức khỏe hay cái gì đó, phát hiện tình cờ hoàn toàn không có một triệu chứng nào cả. Cũng có thể là bệnh nhân đến vì những cái triệu chứng gây ra. Thì cái nhóm triệu chứng của một cái u phổi hay nốt phổi á, thì nó sẽ có ba cái nhóm triệu chứng. Cái nhóm triệu chứng đầu tiên á, nếu có triệu chứng nha, thì dĩ nhiên là sẽ có một nhóm nãy nói rồi đó, đa phần là không triệu chứng nếu bệnh nhân đến sớm. Bệnh nhân đến trễ á, thì nếu có triệu chứng thì sẽ có ba nhóm triệu chứng. Cái nhóm triệu chứng thứ nhất á, là triệu chứng do chính cái cục u ở trong phổi gây ra. Nha, thường là nó đã u rồi thì nó mới có triệu chứng, còn nốt thì hiếm khi có nha các bạn. Thì triệu chứng là cái gì? Ho, đau ngực, ho ra máu, khò khè là do gì? Khò khè là do nó làm hẹp cái lồng phế quản và bệnh nhân thở nghe khò khè. Có thể là ho ra máu, rồi có thể là ho đàm, có thể là khàn tiếng, do cái nó ép vô cái dây quặt ngược đó. Vân vân, đó là những cái triệu chứng mà gây ra do cái khối u. Cái nhóm triệu chứng thứ hai là bệnh và ở đây nó có mấy cái hội chứng nha nghe các bạn. Cái triệu chứng gây ra khối u á thì nó có những cái hội chứng nữa. Có thể cô nói cái phần này thì nó sẽ trùng với cái bài ung thư phổi của các bạn ngày mai, nhưng mà thôi sẵn cô nói luôn. Cái nhóm thứ nhì nó gọi là ngày ngày thứ hai chứ nhóm thứ nhì nó gọi là cái nhóm mà gây ra do quên cái những cái hội chứng, ví dụ như là cái hội chứng tĩnh mạch chủ trên nha, cái này cũng gây ra do khối u nha các bạn. Gây ra do cái hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên, các bạn sẽ thấy gì? Phù áo khoác và tuần hoàn bàng hệ ha. Cái này là ung thư chắc rồi đó ha. Hoặc là người người bệnh có thể đến vì một cái hội chứng rất là lạ, nó gọi là, các bạn biết hội chứng pancostomiasis không? Tức là cái khối u nó chèn ép vào cái đám rối thần kinh cánh tay, và bệnh nhân đến không hề có liên quan gì của cái phổi hết á. Bệnh nhân đến vì tê hai cái ngón tay số 4 và số 5 nha. Tê hoài chỗ đó, nhưng mà cuối cùng là do cái khối u ở trên đỉnh phổi á, nó ép vào cái đám rối thần kinh cánh tay ha. Thì cái này cô nói sơ, nếu mà ngày thứ hai các bạn nói hay lại thì có nói lại cũng được, cho coi hình rồi luôn nha. Rồi, và cái nhóm thứ 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 nhì á, là cái triệu chứng gây ra do tổn thương di căn ha. Khi mà có khối u á, đôi khi cái khối u nguyên phát không triệu chứng, nhưng mà cái tổn thương di căn nó lại có cái triệu chứng khiến người bệnh đến khám ha. Di căn xương, bệnh nhân đau nhức xương, bệnh nhân đi khám cuối cùng lòi ra là cái cục u trên phổi đã di căn xương rồi, hoặc là bệnh nhân đến vì những cái tổn thương ở nó có ba bốn cái di căn thường gặp: di căn xương, di căn thượng thận, di căn gan và di căn não đó. Hoặc là bệnh nhân đến khám vì những cục hạch, di căn hạch nữa nha. Di căn hạch thì nó nằm ở trong cái N của ung thư phổi rồi nha. Rồi, cái thứ ba nữa đó là cái hội chứng cận ung thư nha. Hội chứng cận ung thư, cái hội chứng cận ung thư này thôi để cái thứ hai các bạn nói đi nha. Rồi, đó là cái nhóm triệu chứng ha. Bây giờ qua tới cái hình ảnh học. Hình ảnh học thì nãy Cường có nói rồi, nhưng mà cô nói lại cho nó một cách hệ thống quá, và Cường nói còn thiếu chút đỉnh nha. Rồi, đầu tiên á, đầu tiên á, là khi mà mình phát hiện được một cái u phổi ở một cái u phổi hoặc là một cái nốt phổi ở trên phim X quang ngực, thì ngay lập tức cái chuyện đầu tiên mình phải làm là gì các bạn? Chụp CT scan, nhớ nha. Không có bao giờ mà
chỉ có một cái X-quang ngực để mà chẩn đoán u phổi ha. Lập tức phải đi chụp giùm cô một cái CT scan và có cản quang nha, CT scan ngực có cản quang nha. Rồi. Chụp CT scan để làm gì? Chụp CT scan thứ nhất á là để coi cái vị trí của nó. Thứ hai là quan sát cái cấu trúc bên trong, rồi xem là nó có chèn ép, nó có xâm lấn những cái tổn thương lân cận hay không, và cuối cùng là để chẩn đoán phân biệt. Cho nên là một cái CT rất là cần thiết nha các bạn. Bắt buộc luôn chứ không phải cần thiết mà là bắt buộc luôn, các bạn phải 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 làm một cái CT scan. Và trên cái CT scan đó, bây giờ đầu tiên là mình sẽ quan sát cái u ha. Điểm, 6 cái đặc điểm mà mình phải nhận định trên cái hình ảnh học này, trên cái phim CT scan ngực đó, mình phải quan sát 6 cái đặc điểm mà nãy Cường có nói sơ rồi đó, nhưng mà chưa đủ nha. Vị trí, bờ, đậm độ, vôi hóa, kích thước và thời gian nhân đôi nha. 6 đặc điểm này là mình phải quan sát nha. Nhớ 6 đặc điểm nha. Rồi. Cái đầu tiên là cái vị trí. Thì làm sao quan sát được cái vị trí, mình phải nhìn cả bốn cái ha. Cái này ba cái mặt cắt này là của cửa sổ phổi, và cái này là của cửa sổ trung thất ha. Rồi. Ba cái cửa sổ phổi là mình phải nhìn cả ba cái mặt cắt, là mặt cắt ngang, mặt cắt đứng dọc và mặt cắt đứng ngang để mình quan sát vị trí ha. Quan sát vị trí và để làm gì nữa? Mình còn có phải có cái hướng để tiếp cận khối u ha các bạn nha, tiếp cận khối u nha. Và hồi nãy Cường có nói rồi đó, tức là tỷ lệ mà 70% ung thư phổi là nằm ở thùy trên nha. Thành ra là nếu mà thấy thùy dưới á, nằm ở các cái thùy dưới thì cái khả năng ác tính thấp hơn là những cái khối nằm ở thùy trên, thấp hơn thôi nhưng vẫn có nha, vẫn có thấp hơn thôi. Thứ hai nữa đó là ngoài ra đó cái vị trí, ngoài ra là cũng phân biệt những cái nó nằm cạnh rãnh liên thùy á ha. Thì nằm cạnh rãnh liên thùy này á, nếu mà nó tròn á thì nó vẫn ác tính, nhưng mà nếu mà nó nằm cạnh rãnh liên thùy mà cái hình nó hơi tam giác á thì không phải nha các bạn. Rồi. Cái đó là cái vị trí ha, cái vị trí nằm thùy trên là nguy cơ ác tính cao. Bờ á thì người ta sẽ chia ra là bốn kiểu bờ: bờ trơn láng, bờ đa thùy, bờ lượng sóng và bờ tua gai. Trong bốn kiểu bờ này á, chỉ có cái bờ đầu tiên là có khả năng lành tính, còn ba kiểu bờ còn lại đều đều có khả năng ác tính cao hết ha. Đây là cái bờ lành tính nè ha, là cái bờ trơn láng. Tuy nhiên khả năng lành tính cao thôi, nhưng mà có đến 20% đến 30% ác tính vẫn có bờ trơn nha. Và nếu mà ba cái bờ còn lại là bờ đa thùy, bờ lượng sóng và bờ tua gai thì cái này tỷ lệ ác tính từ 82% tới 97%. Cho nên nhìn thấy cái bờ răng 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 á, là biết nó ác tính rồi đó. Chỉ có cái bờ trơn trơn á, thì còn có khả năng lành tính cao ha các bạn. Tuy nhiên á, là luôn luôn nhớ là nghĩ tới thôi chứ chưa không có kết luận được nè. Đây là một cái yếu tố để dự đoán thôi nha. Cái yếu tố thứ ba là cái đậm độ ha. Đậm độ thì người ta chia ra làm ba kiểu đậm độ nha. Đậm độ thứ nhất á là solid, tức là đặc ha, đặc đều hết á, nó kêu là solid. Cái thứ nhì nó gọi là part solid, tức là nó vừa có kính mờ vừa có khối đặc ở bên trong ha. Và cái nhóm thứ ba nó gọi là
full crown glass, tức là kính mờ hoàn toàn nha, kính mờ hoàn toàn. Thì trong ba cái này á, cái nào đặc à, quên, cái nào ác, cái nào nhỏ à, cái nào lành hơn? Coi vậy chứ cái đặc vậy á, mà nó lành hơn ba cái kính mờ nha các bạn nha. Nó đặc mà có đậm độ cao đồng nhất á thì cái khả năng ác tính nó lại thấp hơn so với cái nốt kính mờ. À, đặc biệt cái nốt mà đậm độ hỗn hợp nó lại có cái khả năng ác tính cao hơn. À, nên là cái tỷ lệ ác tính của khối đặc thì chỉ có 7 tới 15% mà cái nốt bán đặc cái tỷ lệ ác tính cao hơn. Nhưng mà nói cho cùng nãy giờ mình nói những cái tỷ lệ chứ thực ra mình không có nhớ đâu nha. Mình chỉ nhớ một cách đại khái thôi ha các bạn, nhớ một cách đại khái, nhưng mà cái nguyên tắc chung á là mình không có dựa vào, mình chỉ có cái cảm giác thôi nha, mình chỉ có cái ý niệm là cái này có thể cái khuynh hướng ác tính hay khuynh hướng lành tính thôi. Tất cả mình đều phải xác định bằng giải phẫu bệnh ha. Nãy giờ nói là nói chơi thôi, nhà nãy giờ Cường nói cũng vậy đó ha, là nói là để hiểu cái vấn đề thôi, nhưng mà luôn luôn á trong đầu mình phải nhớ cái chuyện này, tất cả những cái khối u phổi mình đều phải có coi nó như là ác tính cho đến khi mình chứng minh nó là lành tính nha. Câu này rất quan trọng nha các bạn ha. Tất cả, tại vì cái khả năng ung thư phổi và cái nguy cơ cũng như là cái tử vong của nó rất là cao ha. Vì vậy cho nên trong tất cả những cái khối u nốt phổi, trừ những cái nào nó quá rõ ràng á mình không tính ha, còn những cái nào mà nó nghi nghi ngờ ngờ thì luôn luôn mình phải coi nó là ác tính cho đến khi mình chứng minh nó là lành tính ha. Đó là cái thái độ chung của mình nha các bạn. Rồi giờ trở lại cái đậm độ nè, đây là cái hình ảnh đậm độ để cho các bạn coi ha, nó cứ nhảy nhảy đấy ha. Đây như kỳ vậy trời. À, đây là cái hình ảnh thiệt của cái đậm độ. Kỳ ha. Đây là hình ảnh thiệt của cái đậm độ khối u hay các bạn, đây là cái nốt đặc quá. Nó đặc hoàn toàn ha, nó đặc hoàn toàn. Cái này là nốt bán đặc, tức là có một cái cục mờ mờ à, một cái cục đặc và có một cái cục mờ, một cái khối mờ. Đây là cái hình ảnh mà nãy Cường có nói nó gọi là halocyte, tức là hình ảnh vần hào quang ha, nhìn giống y va vần hào quang. Đó là cái gì? Đó là cái cục nằm, cái cục đặc nằm giữa và cái kính mờ xung quanh, nó gọi là halocyte ha, halocyte. Còn này là cái nốt kính mờ hoàn toàn nha. Và ba cái kính mờ này cũng nguy hiểm lắm nha các bạn. Và một cái nó liên quan tới đậm độ nữa, đó là cái khả năng tăng quang sau khi tiêm thuốc. À, những cái khối mà nó tăng quang trên 20 đơn vị Hounsfield sau khi tiêm thuốc cảm quang thì cái khả năng ác tính cao hơn. Còn những cái u mà nó chỉ tăng dưới 15 đơn vị Hounsfield thì nó thường lành tính hơn nha. Đó là cái đặc điểm thứ ba, là cái đặc điểm về đậm độ khối u ha. Bây giờ qua tới cái đặc điểm thứ tư là tình trạng vôi hóa, thì nó chia 6 kiểu vôi hóa, 6 kiểu vôi hóa ha. 6 kiểu vôi hóa này 4 kiểu trên là lành tính nha các bạn, chắc chắn lành tính á. Còn một hai kiểu ở dưới là có khả năng ác tính. Hồi đó giờ mình nghe nói vôi hóa thì mình nghĩ nhiều tới lành. Tuy nhiên trong cái vôi hóa này có hai kiểu ở phía dưới thì nó gọi là indeterminate, là nó không chắc, không chắc, nó có không xác định đó ha. Còn bốn kiểu trên là lành, bốn kiểu trên là lành tính. Đây là cái hình thiệt để cho các bạn coi ha. Đây là cái vôi hóa trung tâm, vôi hóa nhiều lớp, vôi hóa đều hết, và đây là vôi hóa kiểu popcorn đó ha, popcorn. Bốn kiểu này là vôi hóa lành tính nha, đây là cái hình thiệt của nó. Ừ. À, cái này là trung tâm nè, cái này là nhiều lớp nè, cái này là vôi hóa đều hết, này là popcorn nha. Và nếu mà mình thấy mỡ đó, nãy Trường có nói nếu mà mình có thấy mỡ bên trong á nha, mỡ là nó
cái đơn vị Hot Fuse nó khoảng này. Mình thấy mỡ bên trong thì cái khả năng lành tính rất là cao nha, dấu chỉ điểm tin cậy nha. Tại vì mỡ, những cái cục mà bên trong nó có mỡ thường là những cái u ác á. Ở quên à, u quái á. Nói lộn nha, u quái là gì? Teratoma đó các bạn nha, teratoma đó. Cái u quái gì mà lành tính đó ha. Bên trong nó có mỡ, có răng, có xương, có tóc gì đó nha. Rồi. Và hai cái dạng vôi hóa mà có khả năng ác tính đó là vôi hóa lệch tâm và vôi hóa lấm đốm ha, đốm đốm. Nha. Đây là cái vôi hóa lấm đốm nè, đây là cái vôi hóa lệch tâm này, thì hai cái này là có khả năng ác tính nha. Và cái hình ảnh giả hang bên trong cũng, đây là có thể bên trong nó có thể có những cái hang. Hồi đó giờ mình thấy hang ha, thì thật ra hồi nãy Cường nói là hang dày hang mỏng gì đó khả năng ác tính bao nhiêu đó, thì thật ra đó nó cũng tùy thuộc vào cái vùng nữa. Thí dụ như là ở cái vùng dịch tễ của Việt Nam mình là cái vùng dịch tễ Lao, cho nên thấy cái hang là mừng dữ lắm luôn, bởi vì cái khả năng Lao rất là nhiều. Trong khi ở nước ngoài á, mình có thống kê người ta cái hang, cái chuyện Lao nó thấp, cho nên cái chuyện mà lâu lâu người ta thấy mấy cái hang, và cái hang đó lại là cái tỷ lệ ác tính. Còn Việt Nam mình khác à, Việt Nam mình nhìn thấy cái hang khoái lắm luôn ha. Tuy nhiên cũng có một cái khả năng là có cái hang nó vẫn ác tính nha, tức là cái khối u nó tạo hang bên trong vẫn, chứ không phải là 100% là lành, nhưng mà được cái khả năng lành nó nhiều hơn thôi nha, nó nhiều hơn nha. Rồi cái chuyện thứ năm là cái chuyện kích thước nha. Cái kích thước này cực kỳ quan trọng. Cực quan trọng ở chỗ nào? Quan trọng ở cái chỗ nó liên quan tới tới cái khả năng ác tính nhiều nhất à, trong tất cả những cái đặc điểm. Thì sao? U nhỏ thì ít có khả năng ác tính, mà u u ự thì khả năng ác tính cao. À, đợi cô chút nha. Alo, không nghe gì trơn, mà tôi đang dạy học nha, lại sao? Thì giờ mình làm sao để mình đo cục u, cái cục u tròn á, thì mình đo cái đường kính nó dễ rồi ha, đo cái đường kính dễ rồi. Bây giờ cái cục u nó không tròn thì mình đo như thế nào nha, mình đo như thế nào, và cái cục u nó bán đặt thì mình đo như thế nào nè. Thì đầu tiên á là bán đặt, đặt thì dễ rồi ha, mà bán đặt thì mình phải đo luôn hết cái phần kính mờ nha, không có chừa ra, không có chừa ra, phải nhớ kỹ, coi kỹ là coi sát cái phần kính mờ luôn nha. Thứ hai á là mình lấy cái đường kính nào nha, mình sẽ lấy cái đường kính lớn nhất đây, cái quy định của nó. À đây, để chút nữa cô nói kỹ cái cách đo. Bây giờ cái đo cái kích thước của khối u hồi nãy cô nói đó, cái khả năng ác tính nó tỷ lệ thuận với kích thước u. U nhỏ xíu dưới 5 ly á, cái khả năng ác tính chỉ có 1%, dưới 1% thôi, nhưng mà khi mà nó tới 30 mm rồi thì cái khả năng ác tính tăng lên, giọt lên tới 82%. Thì các bạn thấy nó rất là liên quan tới cái mức độ ác tính nha. Rồi. Và làm sao mình đo cho chính xác? Cái chuyện đầu tiên là mình đo phải dùng cái CT scan lắc cắt mỏng. Tại sao phải dùng lắc cắt mỏng vậy? Đôi khi những cái khối u nhỏ và nó nằm lọt giữa hai cái lắc cắt. Các bạn hiểu không? Và mình cắt cái phía trên cục u, cắt được miếng, cắt dưới khúc u, cục u cắt được miếng, còn ngay giữa thì mình không cắt. Và như vậy mình sẽ đánh giá sai. Mình đánh giá sai cái kích thước của cục u, như vậy phải yêu cầu là hễ có cục u rồi đó là mình nên yêu cầu cái lắc cắt, là cục u mà u nhỏ xíu á, u lớn á thì mình không cần lắc cắt mỏng đâu, nhưng mà những cái khối u mà có kích thước nhỏ mấy mm. Cái cục u nhỏ mà cái đường kính thì mình phải cái lắc cắt mỏng. Và kế nữa đó là mình phải đo ở cái cửa sổ phổi ha, không đo ở cửa sổ trung thất.
ha, không đo ở cửa sổ trung thất mà đo ở cửa sổ phổi. Thứ ba đó là mình phải kiếm cái mặt cắt nào có đường kính lớn nhất mình đo, chứ không phải là mình đo đại nha các bạn, tức là họ đưa mình cái mặt cắt nào mình đo ngay mặt cắt đó. Các bạn luôn nhớ là mình có ba cái mặt cắt: mặt cắt ngang, mặt cắt đứng dọc và mặt cắt đứng ngang. Thì cái hình này các bạn thấy nè, cùng một khối u thôi nhưng mà ở cái mặt cắt axial á, kích thước đó là 16 mm, mặt cắt đứng ngang đó là 14, nhưng mà mặt cắt đứng dọc nó tới 18 nha. Nếu mà mình cứ bình thường mình đo nó có 16 thôi, nhưng mà qua đây nó đo tới 18 rồi nha. Như vậy thì mình phải nhìn ở cả ba mặt cắt và mình coi cái mặt cắt nào lớn nhất thì mình chọn cái kích thước đó nha. Và mình phải dùng đơn vị mm với một số thập phân ha, phải phẩy nha. Và kế cuối cùng nữa là nếu mà cái cục u mà nó dài dài á thì mình đo bằng cách nào? Mình sẽ lấy trung bình của đường kính, tức là mình đo cái đường kính dài nhất, sau đó mình để lấy cái đường kính vuông góc với cái đường kính dài nhất, vuông góc nha các bạn, vuông góc với cái đường kính dài nhất, rồi mình lấy trung bình của hai cái đường kính này thì nó sẽ là cái đường kính của khối u. Vì cái đường kính là nó liên quan tới tiên lượng khối u cho nên mình phải chặt chẽ. Và cái này là cái quy định của cái Fleischner nè, Fleischner Society nè ha. Đây cái Fleischner Society nè, thấy không? Đó. Và cuối cùng là cái đặc điểm cuối cùng là cái thời gian nhân đôi, hồi nãy Cường có nói rồi đó nha. Cường có nói rồi nhưng mà cô nói lại. Thì cái thời gian nhân đôi á là đối với cái ung thư phổi tế bào gai tế bào lớn thì nó khoảng 2 tháng tới 3 tháng. Đối với ung thư phổi tế bào tuyến nó dài hơn một chút và nó khoảng 4 tháng, và ung thư phổi tế bào nhỏ thì nó rất là ngắn ha. Tại tại sao người ta chia ra ung thư phổi tế bào nhỏ với lại không tế bào nhỏ? Hai cái này nó gọi là không tế bào nhỏ và cái này nó gọi là tế bào nhỏ. Thì sau qua bài ung thư phổi các bạn sẽ thấy là cái đặc điểm của ung thư phổi tế bào nhỏ nó khác hẳn với ung thư phổi không tế bào nhỏ. Bởi vì sao? Cái thằng tế bào nhỏ này nó diễn tiến cực kỳ nhanh và cho di căn cực kỳ sớm ha, cho nên thời gian nhân đôi của nó chỉ có khoảng 30 ngày là nó nhân đôi rồi nha, sắp xỉ 30 ngày chứ không có dùng cái số nhỏ nè ha, sắp xỉ 30 ngày. Nhưng mà nếu mà cho nên là nó rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà nhỏ nữa đó, tức là dưới 20 ngày thì là ví dụ gì? Cái này là lành tính đó. Tại vì sao? Nó viêm nhiễm cái gì đó nó mới lẹ dữ vậy, tức là trong vòng 2 tuần lễ nó khác hẳn nhân đôi. À thì cái này có lẽ là viêm là sưng là cái gì đó nó mới lẹ dữ vậy nha. Thành ra là dưới 20 ngày hoặc là trên 400 ngày, tức là khoảng trên 1 năm, thì hai cái này á là coi như là rất là lành nha. Nhưng mà nhớ phân biệt giữa cái lành này với cái tế bào nhỏ nha, tế bào nhỏ nó lẹ lắm nha các bạn. Dạ. Còn nếu mà trên 2 năm á thì lành tính rất là cao. Tuy nhiên một lát mình sẽ có cái bảng theo dõi, hồi nãy Cường cũng đưa ra cái bảng theo dõi, nhưng mà thật ra bây giờ là nó lại phân biệt là đối với cái nốt đặc người ta theo dõi bao nhiêu cái thời gian theo dõi khác, và cái nốt bán đặc cái thời gian theo dõi nó khác nha. Đây nè, 30% cái nốt bán đặc ít thay đổi kích thước nha, còn cái nốt chính mờ thì nó lại theo dõi khác nữa nha. Rồi. Và đây là cái thời gian nhân đôi nè. Thật ra là khi mình hồi nãy Cường nói đi coi phim cũ, không phải, thí dụ mình phát hiện một cái cục u như vậy nhỏ xíu thì mình phải có cái lịch theo dõi để mình coi là bao lâu nó nhân đôi, chứ không phải là mình phim cũ nhiều khi đâu biết. Nhưng mà bây giờ là mình bắt gặp một cái phim người ta tới với mình vì một cái cục u này thì mình phải định bao lâu để mình chụp lại và mình coi nó có nhân đôi hay không, có cái lịch để chụp tới 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 nữa đó nha. Ví dụ ở đây là 2000 tháng 3 2010 ha, rồi 3 tháng sau nó chụp tiếp nè đó, rồi mấy 6 tháng sau nó chụp tiếp nè đó, thì nó có cái lịch để theo dõi nha. À và đây nữa đó là hồi nãy á, Cường cũng có nói, bây giờ cô nhắc lại là thời gian nhân đôi là nhân đôi về mặt thể tích chứ không phải nhân đôi về mặt diện tích
Diện tích là cái mình hình nhìn thấy trên hình ảnh là diện tích đúng không? Và hai cái hình bên bên cạnh này các bạn nhìn nè ha, đây là một cái cục u có đường kính đó là 10,2 và 9, mấy đó, 9,3 gì đó nha. Và một thời gian sau á là nó chụp lại thì cái đường kính nó tăng lên, này từ 10,2 nó tăng lên là 11,9, này từ 9 phẩy mấy nó tăng lên là 10,5. Mình thấy là nó lớn hơn tí xíu đúng không, thấy nó lớn hơn tí xíu, nhưng mà thật ra đó khi mà người ta dựng hình về mặt thể tích, đây nè, đây là dựng hình về mặt thể tích, thì các bạn thấy là cái hình thể tích của nó bự không đó, nó bự gấp đôi rồi nè đó nha. Cho nên là thí dụ như một cái khối u đường kính của nó là 2 cm thì chỉ cần là 2,3 cm, nghĩa là nhân đôi đây nè, tăng đường kính chỉ cần 26% của cái đường kính ban đầu, nghĩa là nhân đôi về thể tích nha các bạn nha. Vì vậy nhớ cái con số 26% này ha. Đó. Nếu mà cái đường kính ban đầu mình đo bao nhiêu rồi mình nhân với 26% nha, nếu mà nó bằng có nghĩa là nó nhân đôi về thể tích rồi đó ha. Rồi. Rồi tóm tắt lại, mình sẽ có 6 cái đặc điểm nha. Vị trí, kích thước, bờ vôi quá, đậm độ và thời gian nhân đôi nha, 6 cái đặc điểm này nha. Trong đó thì vị trí, trong này thiếu cái vị trí ha. Thiếu cái vị trí thùy trên là khả năng ắc tính nha. Nó lại nhảy nữa rồi. Đây, vị trí thùy trên đấy là ắc tính. Kích thước thì nhỏ dưới 5 mm là lành tính, trên 10 thì có thể ắc tính nha. Bờ thì chỉ có một cái bờ trơn láng là có thể lành tính thôi, còn những cái tua gai đa thùy gì đa thùy vôi qua tua gai và gì đó quên rồi đó, thì là những cái đó nó gọi là có thể ắc tính ha. Vôi quá thì bốn cái dạng đều trung tâm nhiều lớp và popcorn là có thể lành tính nha, còn hai cái này khả năng ắc tính cao hơn ha. Đặc thì có thể lành tính, còn bán đặc kính mờ thì khả năng ắc tính cao hơn. Thời gian nhân đôi ha, này nhắc lại thôi, 6 cái đặc điểm của các khối u. Ngoài ra đó mình phải coi lại những cái đặc điểm khác, những cái khi mình quan sát trên CT scan mình coi nó có xâm lấn xung quanh không, nó có chèn ép không, nó có gây tràn dịch màng phổi không, nó có hủy xương hay không, để mình coi là những cái mối liên quan tới những cái khối lân cận nha các bạn, và có hạch hay không nha, cái quan trọng hạch hay không, thì cái hạch đó cũng cũng rất là khó nha các bạn. Rồi kế ngoài ra cái CT ra thì mình còn cái gì nữa, cái PET CT. PET CT này là một cái kỹ thuật để đánh giá cái khả năng ác tính của tế bào ung thư, và cái kỹ thuật này là cái kỹ thuật không xâm lấn nha. Tức là trong những cái trường hợp khi nào thì mình chỉ định khi mà khối u nó còn nhỏ và mình chưa có xâm lấn thì mình có thể sử dụng thêm cái PET CT này để mình đánh giá cái khả năng ác hay là lành nha. Tuy nhiên á là cái giá thành nó rất là mắc. Mình chụp và như là chỉ có chị Chợ Rẫy chụp ở Sài Gòn mình, như có chỉ có mỗi cái Chợ Rẫy hay sao đó thì cái giá, và cũng lưu ý là mặc dù là nó mắc vậy nhưng mà nó vẫn có những cái dương tính giả và âm tính giả nha, âm tính giả và dương tính giả ha. Thành ra cái khi mà mình phải cũng phải hiểu cái giá trị của nó tới đâu để mình chỉ định nha các bạn. Rồi. Rồi như vậy á thì á ngoài cái hình ảnh học ra rồi ha, hình ảnh học là nãy mình nói rất là kỹ rồi, 6 cái đặc điểm của cái khối u.
Và ngoài cái hình ảnh học mình còn phải coi cái lâm sàng nữa ha, hai cái mặt lâm sàng đó thì coi gì, coi là tuổi của bệnh nhân nè. À, lớn tuổi thì khả năng ác tính cao hơn, đàn ông ác tính cao hơn. Tiền căn gia đình, tức là trong gia đình có mối liên hệ huyết thống đã có từng có người bị ung thư phổi thì khả năng ác tính cao hơn. Có hút thuốc lá và cái số gói năm của thuốc lá nhiều, thì những cái này là nó cái cho cái điểm cộng của cái khả năng mà ung thư phổi nhiều nha các bạn. Rồi. Như vậy thì luôn luôn là mình phải xem xét cái đặc điểm về hình ảnh học và đặc điểm về lâm sàng để mình ước tính cái nguy cơ ác tính của khối u. À. Thì thường á là mình biết thôi, nhưng mà mỗi cái nó có cái probability khác nhau. Ví dụ như cái tuổi thì cái tuổi bao nhiêu nó sẽ có cái mức độ ác tính khác nhau, và thường bây giờ người ta đưa vào những cái phần mềm tính toán hồi nãy Cường có đưa đó nha. Thì nó sẽ có rất là nhiều cái phần mềm tính toán trên mạng, nhiều lắm, các bạn lên các bạn thấy. Còn cái phần mềm này là của UpToDate nó đưa ra và cô đưa lên đây, là mình chỉ cần nhập vô thôi, nhập 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 vô hết những cái đặc điểm của nó, tuổi, giới, tiền sử ung thư của gia đình, khí phế thủng nó cũng có một cái nguy cơ ung thư phổi nha các bạn. Và nó đây là nó nhân với cái khả năng ác tính nó nhân vô nè, đó mình đánh vô rồi cái kích thước khối u ha, kích thước khối u, rồi cái dạng của cái khối u ha, đặc, kính mờ hay là bán đặc nha. Rồi rồi cái vị trí thùy trên hay thùy dưới nha. Rồi cái độ cái tua gai nha, cái tua gai như thế nào đó, rồi nó sẽ tự động nó tính toán ra cái khả năng này, cancer probability cho mình ha, để mình ước định được nha. Nếu mà cái khả năng này nó dưới 5% thì là thấp, từ 5 tới 65% là trung bình và trên 65% thì cao nha. Và dựa vô cái thấp cao trung bình này mình sẽ có thái độ khác nhau đối với cái cục này nha, cái cục u này nha. Nếu mà cái khả năng mà ác tính nó thấp, low probability, đây thì làm gì, chờ nha. Khả năng ác tính thấp quá thì chờ xem xét như thế nào nha. Khả năng ác tính rất là cao thì phải xử liền nha, xử liền không có chờ, vì chờ khối u nó không có chờ mình, đúng không? Vì vậy cho nên là phải cân nhắc mổ được là mổ, hoặc là làm những cái kỹ thuật xâm lấn ha. Còn nếu mà khối u có cái mức độ ác tính trung bình thì mình có thể xem xét những cái kỹ thuật hình ảnh khác như làm bét nè, hoặc là mình sử dụng những cái kỹ thuật để sinh thiết nội soi gì đó nha. Rồi và đây nè, ung thư phổi là một cái căn bệnh nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao, cho nên nếu các cái khối u mà chưa rõ bản chất phải được xem là ác tính cho đến khi chúng ta chứng minh là lành tính nha. Điều này rất quan trọng nha. Tuy nhiên ngược lại đó, thì nếu mà mình thấy cái khả năng này ác tính cao ha, cục này nó là một cái cục quá vôi từ hồi đời nào của người bệnh này, thì mình cũng không cần phải làm quá mức để cho người ta lo lắng, gây ra những cái thực hiện những cái kỹ thuật không cần thiết cho người bệnh thì cũng không đáng ha. Thành ra là cái thái độ của mình đối với những cái khối u mà không rõ bản chất thì phải chứng minh là nó là cái gì trước khi, chứ mình không có mình phải dựa vào những cái mức độ ác tính của nó để mình tiếp cận nha. Rồi bây giờ á, hồi nãy giờ mình nói rất là nhiều, nhưng mà muốn biết người ta ung thư phổi hay không, tức là để kết luận cái này ác tính hay là lành tính, mình phải dùng mô bệnh học, chứ mình không nói chơi ha. Mình phải bằng chứng bằng mô bệnh học. Ít nhất cũng phải là tế bào học nha. Mô bệnh học có nghĩa là phải sinh thiết tổn thương nha, sinh thiết tổn thương. Bây giờ nó còn phải đòi hỏi là thí dụ là sinh thiết để chứng minh là ung thư rồi, ung thư loại gì ha, tế bào gì, ung thư nhỏ, tế bào nhỏ hay không tế bào nhỏ,
Rồi còn bây giờ nó còn phải chứng minh qua mô miễn dịch để nó những có những cái tiếp cận xa hơn nữa về mặt điều trị. Thành ra cái chuyện mà tìm xác định cái sinh thiết rất là quan trọng nha các bạn. Và nếu mà mình không sinh thiết được, mình có thể sử dụng tế bào học nha. Hai cái này khác nhau các bạn biết đúng không? Cái này là mô bệnh học là giải phẫu bệnh, còn cái này là tế bào học, tức là nó lấy từ dịch rồi từ đàm từ này nọ để nó quay ly tâm rồi và nó lấy ra cái tế bào nó coi. Thì nếu mà trả lời tế bào học ác tính thì các bạn biết cái khả năng cái sự chính xác của cái tế bào học này nó thấp. Vì vậy cho nên là chỉ có một cái tế bào học ác tính thì chưa đủ để quyết định ca này ung thư, mà mình nên làm thêm một lần ha. Hai lần nó đều trả lời giống nhau tế bào học ác tính thì cái khả năng ác tính mới 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 nghĩ tới nhiều. Còn nếu mà một lần ác, một lần lành thì coi chừng ha, cái này mình phải làm tới làm lui ha. Còn không thì mình phải khẳng định bằng bằng giải phẫu bệnh nha. Bây giờ làm sao để làm giải phẫu bệnh? Thứ nhất là nội soi. Thứ hai là sinh thiết xuyên thành ngực. Thứ ba là mổ. Hoặc là nếu bệnh nhân tới có các cái tổn thương di căn rồi, như là bệnh nhân có tràn dịch màng phổi, bệnh nhân có hạch, thì mình xử mấy cái thằng di căn này lẹ hơn, dễ hơn nha. Còn nếu bệnh nhân chưa có những cái di căn gì hết thì hai cái kỹ thuật mà hay thực hiện nhất đó là nội soi và sinh thiết xuyên thành ngực nha. Rồi chọn lựa cái nào, chọn lựa cái nào giữa hai cái này nó tùy thuộc vào vào cái cục u ha, tùy thuộc vào cái cục u. Đầu tiên là qua nội soi thì các bạn cũng hiểu rồi đó, nếu mà mình lấy bệnh phẩm sinh thiết từ bằng ngõ nội soi thì cái khối u làm sao, khối u phải nằm ở gần ở trung tâm đúng không, gần trung tâm mình soi mới thấy chứ. Bây giờ nó nằm tuốt ở ngoài ngoại biên sát ngoài thành ngực, làm sao mình nội soi cho tới. Vì vậy cho nên chỉ định khi tổn thương nằm ở trung tâm gần các phế quản lớn nha, gần các phế quản lớn, hoặc là tổn thương có các cái dấu hiệu air bronchus, tức là nó có cái phế quản nằm đi đi thẳng vô cái khối u đó nha. Rồi thì khi nội soi vô thì làm cái gì, nếu mà thấy được cái sinh khối u thì mình sinh thiết khối u, nhưng mà đôi khi mình không thấy được khối u thì mình có thể chải, mình rửa phế quản vân vân. Và giữa cái sinh thiết phổi qua nội soi phế quản với sinh thiết phổi qua thành ngực đó, thì cái nội phôi qua nội soi, cái sinh thiết qua nội soi này làm nó biến chứng thấp nha, biến chứng thấp, nó an toàn hơn nhiều so với cái thằng kia nha. Đây là cái hình mà nãy cô nói là cái air bronchus, tức là mình thấy một cái hình ảnh phế quản đi thẳng với cái tới cái cục u nè, thì cái này nội soi là chắc luôn, thấy luôn á nha, rất là rõ ha. Cái này khả năng qua cái nội soi là lấy được cái bệnh phẩm chắc chắn luôn. Đây là các cái hình mà mình có thể thấy ở trên nội soi. Đây là cái gì? Có thể mình không thấy gì hết. Nội soi vô không thấy gì hết, khối u nó quá nhỏ, nó còn nằm dưới cái lớp niêm mạc, nó gọi là u in situ ha. Có khi nội soi vô thấy cục u tổ bố che bít cái lồng phế quản đây ha, thì sinh thiết vô cái này là ngon lành nè ha. Có khi thì thấy nó sần sùi, nó chảy máu ha, thì khi chảy máu thì phải cẩn thận chút, bởi vì sinh thiết có thể làm chảy máu nhiều hơn ha. Hoặc là mình chỉ thấy là cái carina, đây là cái carina nè, cái carina nó bị phù lên, mình sẽ bấm ngay cái chỗ phù nề này ha. Hoặc là đôi khi là mình thấy cái lồng của cái niêm mạc phế quản bình thường hết, nhưng mà chỗ này nó có một cái gì đó nó giống như bên ngoài nó đè vô à. Thì nếu mà mình sinh thiết cái niêm mạc này á thì sẽ không thấy gì hết, tại vì cái niêm mạc này nó vẫn còn bình thường. Mình phải chịu khó đâm sâu qua, xuyên qua cái thành phế quản để lấy sinh thiết vô cái cục bên trong này nè, bên ngoài này nè, bên ngoài này mới thấy nha. Thì tùy cái người sinh thiết để họ có thể tiếp cận để lấy được cái khối u nha. Nếu mà cái tổn thương kích thước nhỏ và ở ngoại biên á, thì cái khả năng mà
sinh thiết được cái lấy được cái bệnh phẩm nó thấp, độ nhạy nó thấp. Còn nếu mà sang thương lớn và nằm khoảng 1/3 trong của phổi á, thì sẽ thấy rõ hơn. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy là trên lâm sàng có nhiều cái cục u á, nó nằm giữa chừng ha, nó nằm giữa giữa phổi, 1/3 giữa phổi, là làm sao sinh thiết làm sao tới. Mà nội soi á, thì đi từ bên trong ra không tới, mà sinh thiết xuyên thành ngực từ ngoài vô cũng không tới luôn, làm sao đây à. Thì nó có những cái kỹ thuật tốt hơn à, tức là dùng, thứ nhất là nó dùng cái ống soi siêu mỏng. Cái ống soi ở ở mình á, là cái ống soi bình thường ở Việt Nam mình á. Và bây giờ những cái kỹ thuật mới càng ngày nó càng làm những cái ống soi nhỏ 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 nhỏ, và khi nó nhỏ nhỏ vậy thì nó đi được càng xa ha, nó đi ra từ phế quản phân thùy rồi, rồi tiểu phân thùy, nó đi xa 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 ra nữa nha, gọi là những cái ống nội, ống siêu mỏng nha, siêu mỏng nhỏ xíu luôn nha, có 3 mm cái đường kính ngoài và 11,7 mm cái đường kính trong. Nha. Rồi các bạn thấy rằng là nó rất là nhỏ và nó sẽ đi được tới đây luôn à. Đó. À, đi từ trong ra tới đây luôn. Đi tới đây xong rồi cái ống 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 nội soi lớn tới đây, cái từ ống nội soi lớn nó ra một cái ống nhỏ nữa. Đó, thấy các bạn thấy không, là nó đi được tới đây ha. Không, Việt Nam mình là cái vụ này làm chưa được nha, chưa có đồ đó, chưa có cái dụng cụ, vì cái này nó khá mắc. Ha. Rồi ngoài ra những cái kỹ thuật khác nữa để nó hỗ trợ cho cái việc siêu âm này, nó gọi là kỹ thuật E-bus. Kỹ thuật E-bus là gì? Nhảy hoài à. À, hồi nãy mình có thấy, mình có nói là bây giờ đôi khi là cái cục u nó nằm bên đây, nhưng mà khi mà mình đi nội soi vô mình không thấy gì hết, bởi vì nó nằm bên ngoài. Ví dụ như mà nó đè vô và nó làm cho cái thành của cái ông ở cái phế quản này nó bị lõm vô đó, nó bị đẩy chèn ép bên trong. Mình thấy chỗ này nó có cái gì lồi lồi thì mình có thể tạm thời mình sinh thiết qua đây, nhưng đôi khi nó nằm bên cạnh thôi nhưng mà nó không có hề chèn ép vô cái phế quản, làm sao mình thấy nó. Như vậy thì nó phải có cái kỹ thuật hỗ trợ, đó là trong cái ống của cái siêu âm này nè, ở trong cái ống nội soi này nó có một cái đầu siêu âm nha. Cái đầu siêu âm này nó có cái bộ phận siêu âm để nó phát cái tia siêu âm ra để nó biết được cái cục u nằm ở đâu. À, khi nó biết được cái cục u nằm đâu rồi thì sẽ nó định vị, và người ta dùng cái đầu sinh thiết để người ta đâm vô cái khối u lấy cái bệnh phẩm. À, thì đây à, cái này là Việt Nam mình hình như cũng chưa có luôn, à, chưa có luôn. Hôm trước á, hồi cô chưa nghỉ hưu á, thì nghe nói là Chợ Rẫy sắp mua, không biết là giờ có mua chưa, thì cô cũng chưa có cập nhật được cái chuyện này nha. Rồi. Một cái kỹ thuật khác nữa cũng liên quan tới nội soi, nó gọi là EOS nha. EOS là gì? Tức là những cái tổn thương mà nó nằm ở phía sau. Các bạn biết là khí quản nằm ở phía trước, còn thực quản thì nằm ở phía sau. Và những cái nằm ở phía sau và phía dưới thì người ta có thể đi cái ngõ gọi là ngõ thực quản, và cũng có cái đầu dò siêu âm kèm theo để người ta tiếp cận những cái tổn thương mà nằm ở phía phía sau và sát cái cơ hoành á. À, nó đi cái ngõ thực quản qua nha. Ngoài ra bây giờ còn có nhiều cái kỹ thuật khác nữa, là nội soi dựng hình ảo, nội soi sử dụng sóng điện từ, thì nó hỗ trợ cho cái việc mà tiếp cận cái lấy được cái bệnh phẩm chính xác ha. Đó, đó là nãy giờ mình nói là những cái kỹ thuật tiếp cận khối u liên quan tới nội soi. Bây giờ nếu những cái khối u mà nó nằm sát ở thành ngực, nó nằm gần thành ngực, thì mình nên dùng cái kỹ thuật là sinh thiết xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của CT scan ha. Hữu ích đối với những cái khối u nằm bên 1/3 ngoài. Nhưng mà so sánh giữa nội soi và xuyên thành ngực thì xuyên thành ngực lúc nào nó cũng không an toàn bằng, bởi vì nó rất là dễ gây những cái biến chứng ha các bạn nha. Và nó còn phải liên quan tới cái việc là mình định vị được cái khối u ha. À, và đôi khi là mình cũng phải, nếu mà có những cái trường hợp là nó có chống với chỉ định ha, thì đây là những cái chống chỉ định đây.
Đây là tại vì cái biến chứng mà hay gặp nhất là tràn khí màng phổi nha. Sau đó những cái biến chứng khác như là chảy máu, là nhiễm trùng, là gì đó thì ít gặp. Nhưng mà cái tràn khí màng phổi này gặp nhiều lắm nha, gặp nhiều lắm nha. Và trong đó tới 7% trường hợp là tràn khí màng phổi đến nỗi phải cần phải đặt ống dẫn lưu, còn một số trường hợp thì nó tràn khí màng phổi chút chút thôi và mình theo dõi nó tự lành nha. Thì những cái yếu tố nguy cơ gây tràn khí màng phổi do sinh thiết này á, là hút thuốc lá, lớn tuổi, có khí phế thủng, xăng thương nhỏ, nằm sâu, vị trí chọc kim không thuận lợi ha. Và nếu mà có nhiều cán khí quá hoặc là cái cán khí nó nằm ngay trên cái đường mà mình chọc kim thì mình không có được chọc ha, chống chỉ định luôn. Ngoài ra là một số bệnh nhân á, là họ không có nín thở được. Các bạn biết là khi mà mình chọc cái kim vô á, là bệnh nhân phải nín thở, mình chọc mới ngay. Chứ còn mà thí dụ bệnh nhân hít thở hít thở hít thở, cái cục u nó cứ nhích lên nhích xuống, nhích lên nhích xuống, mà cái cục u mà nó nhỏ nữa, mà nó nhích lên nhích xuống nữa thì mình khó đâm ngay trúng nó lắm nha. Cho nên cái tỷ lệ nó bị đâm sai á, hoặc là không ra được kết quả nó rất là cao. Đó là nãy giờ là hai cái kỹ thuật mà nó gọi là ít xâm lấn ha. Và một số trường hợp là mình khó quá, làm nội soi cũng không ra kết quả, đi ngõ xuyên thành ngực cũng không được luôn. Hoặc là bệnh nhân có cái nguy cơ ác tính rất là cao và bệnh nhân đồng ý mổ, thì mình có thể sử dụng cái kỹ thuật VAT để lấy bệnh phẩm nha. Cái VAT này có thể vừa lấy bệnh phẩm và vừa phẫu thuật cắt luôn nha, nếu 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 thuận lợi, nếu thuận lợi. VAT tức là gì? VAT tức là kỹ thuật dùng cái nội soi lồng ngực, nội soi lồng ngực và dùng cái thiết bị camera hỗ trợ nha. Và các bạn biết là nó có cái kỹ thuật như thế này, tức là bây giờ mình không biết cái cục u này lành hay ác, mình sẽ dùng cái kỹ thuật VAT để mình cắt cái cục u ha, cắt cái cục u, cắt cục u. Và lúc đó thì bác sĩ phẫu thuật sẽ đứng chờ, cái cục u này nó sẽ được chuyển qua ngay ở phòng giải phẫu bệnh đó, vào phòng xét nghiệm giải phẫu bệnh ngay, và trong vòng 15 phút người ta sẽ làm cái sinh thiết lạnh. Sinh thiết lạnh sẽ trả lời trong vòng 15 phút. Và 15 phút đó thì nếu trả lời là ác tính thì cái ông bác sĩ mổ này ông sẽ lập tức mổ cắt rộng xung quanh nha. Tìm hạch nếu có và cắt rộng hết xung quanh để tránh những cái bỏ sót của những cái tế bào ung thư ha. Còn nếu mà trả lời lành tính thì ok, mừng quá. Chỉ cần đóng 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 ngực lại và xong. Thì cái đó là cái kỹ thuật để vừa chẩn đoán và vừa vừa phẫu thuật luôn, cắt phổi nha các bạn. Ngoài ra thì nếu mà có những cái bệnh phẩm từ các cái tổn thương di căn thì nãy băng nói ban đầu, nếu bệnh nhân tới thì có cái hạch rồi thì mình lụm cái hạch cho nó lẹ dễ nhất ha. Hoặc là bệnh nhân có cái tràn dịch màng phổi thì mình sinh thiết màng phổi để mình, hoặc là mình chọc dò màng phổi, mình lấy cái tế bào ác tính mình tìm ha, thì cái này nó lẹ. Còn cái tế bào ác tính trong đàm thì cái này á, là một cái kỹ thuật nó có cái độ nhạy tương đối thấp. Tuy nhiên là có nhiều người bệnh làm cái gì cũng được, tới quá yếu rồi à, không biết là không không làm được cái gì hết á. Sinh thiết không được, nội soi không được, không làm gì được hết trơn á, thì tạm thời mình có thể lấy tế bào ác tính trong đàm. Và thường là những cái người này á, là họ cũng đã di căn rồi đó, đến trễ di căn nhiều và thể trạng quá yếu không làm gì được, thì mình có thể dùng tìm cái tế bào ác tính trong đàm để mình có thể phán đoán được là ác tính và ác tính loại gì, để mình có thể có những cái hỗ trợ can thiệp gọi là điều trị giảm nhẹ cho người ta nha. Rồi. Bây giờ cuối cùng á, là cái theo dõi nó ha, theo dõi cái lịch theo dõi. Tức là nếu mà cái đường kính nhỏ dưới 6 ly. Cái này là đối với cái nốt bán đặc nha các bạn, nốt bán đặc ha. Nốt bán đặc cái đường kính nhỏ dưới 6 ly thì không cần theo dõi.
Nhưng mà nếu mà nhiều cục á, thì mình phải theo dõi. À, còn nếu mà trên 6 ly thì nó có cái lịch theo dõi. Đối với cái Crown Class thì nó lịch khác, Bạc Solid thì nó lịch khác. Thực ra này không nhớ nổi nha. Thành ra là mỗi lần khi nào có đó thì lật sách ra ha, để coi là bao lâu thì mình phải theo cho bệnh nhân tái khám nha. Rồi nó hình như nó thiếu cái này là cái nốt đặt đây. Hồi nãy là nốt bán đặt, còn đây là cái nốt đặt nha. Nốt đặt theo dõi khác ha, nốt đặt theo dõi khác, nốt bán đặt theo dõi khác. Và đây là cái là nó nhảy hoài ha. Bạn nhớ là cái nốt mà bán đặt đó, thời gian theo dõi nó lâu. Đây nè, 3 tới 5 năm nha, 3 tới 5 năm, 3, 4, 5 năm. Ngược lại á, cái nốt đặt á, cái thời gian theo dõi ngắn hơn. Trời, nó nhảy hoài ta. Cái nốt đặt thì theo dõi chỉ có 1-2 năm thôi. À đây là cái nốt đặt nha. Trời ơi, chán ghê. Đây nốt đặt, thời gian theo dõi đây chỉ có, nếu mà nhỏ đó thì chỉ có 1 năm thôi nha. Nếu mà bự hơn thì 5 rưỡi nha, 5 rưỡi tới 2 năm nha, 5 rưỡi tới 2 năm. Thì ban đầu có nói cái nốt đặt coi vậy mà nó lành hơn cái nốt bán đặt nha các bạn. Rồi cái lịch theo dõi thì mình sẽ sợt đi chứ còn giờ không nhớ nổi. À, và mình cũng phải chẩn đoán phân biệt với những cái cục u lành tính nha. Đây là những cái khả năng lành tính thì mình biết thôi, tuy nhiên nói chung á, là mình phải dùng tìm cái giải phẫu bệnh cho nó rõ ràng nha. Trong những cái mà mình không rõ bản chất, mình nghi ngờ thì mình nên tìm cái mình phải chứng minh là nó lành tính ha. Rồi cái này thì qua tới ung thư rồi, hết rồi đó. Các bạn có hỏi gì không? Alo, alo. Alo, chị mấy bạn có hỏi gì? Mấy bạn bên đây chuyên khoa mình. có ai hỏi gì không? Cô cho em hỏi là giống như khi mà mình thấy một cái nốt của cô xong rồi thường là mình làm tới cùng không, giống như là mình sẽ cho đi chụp CT, mình sẽ tìm cách lấy được giải phẫu bệnh để mình khẳng định luôn, hay là có những trường hợp là mình phải chờ, thì nếu mà trong cái thời gian chờ thì mình cũng đánh giá cái rủi ro là nó có tiến triển hoặc nó có chân sai. Đúng rồi, cho nên là cô mới nói là mình phải đánh giá cái khả năng ác tính ha. Nếu cái khả năng ác tính thấp mình chờ ha, mình chờ thì mình tiếp. Mà thường ác tính thấp á thì thường là cục u nhỏ nha, cục u nhỏ. Và ngoài ra những cái yếu tố lâm sàng không có, bệnh nhân nữ không hút thuốc lá, trẻ có một cục thì theo dõi nha. Bây giờ ông này hút thuốc lá 60 tuổi rồi có một cục giống y vậy thì giữa hai người đó thì mình phải khác nhau rồi đó, đúng không? À, tức là mình sẽ phải đánh giá cái khả năng ác tính để mình tiếp cận.
Nếu mà cái khả năng ác tính thấp quá thì mình chờ đi. Còn nếu cái khả năng ác tính trung bình thì mình nên tiếp cận để làm cho tới nơi tới chốn cái ông này là cái gì, rủi mai ổng ung thư phổi mà mình chờ á thì cái cục u nó đi tới nha. Còn nếu mà cái khả năng ác tính cao quá, cái này chắc mẩm rồi đó, phải chứng minh liền. Thì nếu mà mổ không được á, quên, nội soi không được thì mình mổ luôn. Nội soi không được, sinh thiết không được, mình mổ luôn khỏi chờ đợi lâu lắc. À. Tuy nhiên cái chuyện mổ ở Việt Nam mình thì nó cũng phức tạp lắm ha các bạn. Vì sao? Vì cái tâm lý người bệnh có một cái tin đồn ở trong dân chúng là đụng dao đụng u mà đụng dao đụng kéo vô nó nhảy tùm lum gì đó. Thành ra là cô cũng tiếp cận được những cái chuyện này rất là thường xuyên, tức là mình giải thích với người ta dữ lắm luôn. Cuối cùng người bệnh từ chối, à, đi đi chữa thuốc nam mới ghê chứ. Đi về uống cái trinh nữ hoàng cung hay cái gì đó không biết nữa, rồi xong. Ít lâu sau trở lại là thấy cục u tổ bố tăng lên rất là nhiều. À, cho nên là cái việc này thực sự là cũng là một cái đau lòng ha. Là mình là dùng hết sức để mình giải thích cho người nhà, rồi nó họ về họ nói để em về bàn lại với gia đình, nghe cái chữ bàn lại với gia đình là hiểu rồi đó nha. Tại vì nhiều người nhiều ý cản tới cản lui, cuối cùng là không cho ông già làm gì hết ha. À, đi về uống thuốc nam rồi xong. À. Còn nếu mà mình dạy, nhưng mà cũng có nhiều người họ họ đồng ý họ mổ, họ đồng ý họ mổ thì cái thời gian sống của họ rất là lâu. Qua tới cái bài ung thư, cô sẽ giải thích các cái phương pháp điều trị của cái ung thư phổi nó như thế nào, khi nào thì mổ, khi nào thì điều trị, quá trị, xạ trị, nhắm trúng đích gì đó. Bây giờ nó rất là nhiều cái phương pháp mới, thì qua cái bài ung thư cô sẽ giải thích kỹ hơn. À, ngoài ra bây giờ nó có một cái nữa nó gọi là sinh thiết lỏng các bạn, qua cái bài ung thư cũng sẽ nói lại. Nhưng mà sinh thiết lỏng là sao, tức là cái DNA của cái khối u á, nó người ta có thể tìm thấy trong máu nha. Nó phát ra cái trong máu, và người ta có thể thử máu để người ta tìm được những cái DNA liên quan tới những cái đột biến của các cái khối u. Thì Việt Nam mình cũng cũng làm được mấy cái này nha. Thì một số bệnh nhân là ung thư di căn rồi mà không làm được cái gì hết trơn, thì mình cũng có thể tìm được, mình cho bệnh nhân đi thử máu ha, để coi là nó có dương tính mấy cái này không. Đó, thì cũng là một cái hướng để điều trị. Cái này là cũng trễ rồi các bạn, trễ rồi nó mới ra được cái máu nha. Còn cái cục u mà nhỏ xíu thì không được rồi đó. Giờ hỏi gì nữa không? Alo, hiểu hết rồi đúng không? Không hỏi Đây đây chưa rồi chưa à, gì để hỏi ai không hỏi hả? tôi dạ cho em hỏi à, em cũng gặp một trường hợp đó là nghĩa là một cái khối u ở vùng đỉnh phổi à, nhỏ bên phô, nghĩa là bệnh nhân phát hiện bằng một cái triệu chứng là đau tay, nghĩa là sau đó là có cái tổn thương cái phần cột sống như là đã di căn vô xương đó cô, thì chụp CT lên thì có một cái nốt ở trong phổi rất nhỏ thôi, nó chỉ khoảng 0,5 cm thôi, rồi cũng bệnh nhân cũng đã từng điều trị tại chợ đấy, cũng có làm cái xét nghiệm như cô, nó ra máu không nhưng mà cũng không kết quả, thì sau đó thì cũng không, nói chung là bệnh nhân thì cũng ngoài 70 rồi, cũng không có muốn là làm tối đa mà cái khối nó thì rất nhỏ nằm ở đỉnh phổi thì khó có phương pháp nào tiếp cận nó không, thì cái đó thì lúc ngày xưa lúc đó thì bọn em định hướng đến là có nên làm PET CT không, bởi vì là nếu như mà em trước đây thì học thì là PET CT khó, ví dụ như là cô nói nó có tỷ lệ hình ảnh giả, hoặc là nó tỷ lệ nó có cái tỷ lệ là không đặc hiệu không, nhưng mà nó bao giờ ví dụ như là
chụp PET-CT lên nó có thấy được cái hình ảnh của cái di căn của xương, như vậy là một cái tiêu chuẩn để mình chẩn đoán không con? Ủa, có di căn xương rồi thì là chắc chắn là ác tính rồi còn gì nữa? Tại vì là có một cái khối u có hình ảnh của di căn xương, mà cái xương thì người ta đọc giống như là triệu chứng của cái hình ảnh thì nó như giống như là cái di căn đó con, nhưng mà rõ ràng không có hình, không có cái giải phẫu bệnh nào để chẩn đoán đó là di căn. Đây là nó là ung thư rồi. Thì có điều trị cô, tại bọn em cũng có điều trị, tuy nhiên là bệnh nhân nó cũng sau đó thì hóa trị nhưng mà sức khỏe yếu, rồi sau đó một đợt thì bệnh nhân về nhà thì chăm sóc sức khỏe thêm, rồi lên tái khám lại thì lại xuất hiện một cái hạch ở cổ, và lúc đấy sinh thiết hạch thì mới ra là tế bào ác tính đó cô, chứ còn không có tiếp cận được khối u đấy. À, thì cái việc chẩn đoán thấy nó cũng rất là khó khăn trong trường hợp ví dụ bệnh nhân lớn tuổi, khối u thì nhỏ và khó nằm ở sát màng phổi rất là khó. Đúng rồi, có nhiều trường hợp rất là khó, đặc biệt là bệnh nhân mà lớn tuổi mà mình không có mổ, không sinh thiết, không làm gì được thì nó rất là khó. Nhưng mà nếu mà có cái di căn vô cột sống thì mình sao không lấy giải phẫu bệnh ngay chỗ cột sống không được hả? Tại được không? Bị ngay cột sống cổ mà ở cái vùng mà sau đó bệnh nhân là có biến chứng là liệt luôn các bạn. Nhưng mà do cột sống cổ nó không, nó bất vững thì lúc đấy thì các bác sĩ ở viện em thì cũng bảo là cái cột sống cổ này mà chọc vô mà sinh thiết thì cũng rất là nguy hiểm. Nên là ủa, nếu mình nó vô cột sống cổ nó nằm gần không, tức là nó xâm lấn hay là nó di căn á? Xâm lấn có nghĩa là nó nằm cạnh rồi nó đi qua luôn. Dạ không, nó ở đường hay là đúng nó cách di căn. Xa, nó di căn. Dạ. Vậy thì cái mấy cái đó là mình chỉ điều trị giảm nhẹ thôi chứ đâu làm được gì đâu. Và mình cũng không có giải phẫu bệnh luôn. Cũng không có giải phẫu bệnh luôn. Nếu mà có giải phẫu bệnh và như nãy cô nói là làm cái sinh thiết lỏng đó thì quả may mình tìm được nó, họ có những cái thuốc điều trị nhắm trúng đích để mình điều trị giảm nhẹ cho người ta. Nhưng mà nếu mà âm tính luôn có nghĩa là không có khớp với cái điều trị nhắm trúng đích nào hết thì cái đó bó tay, chỉ là chăm sóc thôi chứ không cách nào khác. Nhưng mà cái ung thư hạch á, cái di căn hạch nó ra cái gì? Nó ra cái carcinoma tuyến. Dạ, nó là gai tuyến hả? Em không nhớ rõ nhưng nó ra ung thư. Nó là nó phát hiện tế bào ung thư ở di căn hạch ạ. Tế bào ung thư sẽ có nhiều loại đó, mình sẽ dựa vô đó để mình điều trị nữa đó. À, nếu mà ra được cái tuyến hay gì đó. Rồi. Em cảm ơn con. À, các bạn có muốn học về hen cấp không vậy? Dạ có ạ. Hôm qua hình như thiếu cái phần hen cấp đó. Có ai chuẩn bị hen cấp không vậy? Xử trí cơn hen cấp. Hôm qua thì phần điều trị là anh Kỳ. Anh Kỳ chỉ điều trị ổn định không à. Bỏ mất tiêu cái phần hen cấp, cái phần hen cấp cũng rất là quan trọng. Dạ qua cô nói hôm nay cô nói luôn cô. Cái nhà cô nói giùm luôn. Dạ, cảm ơn cô nhiều ạ. Rồi giờ cô nói luôn nha. Dạ. Bởi vì cái hen cấp á, là các bạn gặp rất là nhiều trong cái thực hành lâm sàng. Các bạn trực ở phòng cấp cứu, các bạn sẽ gặp nó rất là nhiều. Thành ra là cô thấy nó cũng cần, rất là cần để mà mình phải học nha.
Thì cơn hen cấp là một cái cơn hen là mà người ta định nghĩa là cái sự tăng dần của những cái triệu chứng bốn cái triệu chứng của hen các bạn biết rồi đó, khó thở, ho, khò khè và nặng ngực nha. Và cái chức năng phổi nó sẽ giảm, và thường á là người bệnh họ ở nhà họ tự xịt rồi đó. Nếu mà họ biết, đa phần họ đã biết họ hen rồi á thì họ sẽ sử dụng các cái thuốc xịt nha. Nhưng mà có một số trường hợp thì không giải quyết được và người bệnh phải phải đến bệnh viện. Còn một số trường hợp thì họ chưa từng được chẩn đoán hen trước đó nha, và do họ sẽ không có những cái thuốc để cắt cơn tại nhà, vì vậy cho nên là họ sẽ có thể để nặng nha. Và hôm trước mình cũng coi qua những cái yếu tố nguy cơ để bệnh nhân có thể xuất hiện cái cơn hen cấp đó. À, tức là kiểm soát nguy cơ đó, các bạn còn nhớ đúng không? Tức là mình đánh giá những cái nguy cơ xuất của người bệnh đó, đánh giá triệu chứng thì đánh giá mức kiểm soát hen, còn đánh giá về nguy cơ thì mình đánh giá thứ nhất là nguy cơ bệnh nhân xuất hiện cái cơn hen cấp, cái đánh giá cái nguy cơ thứ hai là cái nguy cơ tử vong do cái cơn hen cấp này. À, thật ra giữa cái hen á với cái COPD á, cái bệnh COPD thì nó nặng hơn, nhưng mà cái cơn hen cấp thì nó lại có cái khả năng tử vong, tại vì đôi khi nó rất là nặng và mình không xử trí trí kịp là có thể tử vong rất là sớm nha. À, và cái chuyện đầu tiên, nếu mà bệnh nhân biết họ có hen rồi thì đầu tiên mình khi mà mình chẩn đoán người bệnh này là hen thì mình nhớ là mình phải giải thích và mình phải hướng dẫn là khi người bệnh ở nhà đó họ gặp cái cơn hen thì họ làm cái gì đó. Chứ đôi khi họ không có biết nha đó. Thì mình phải hướng dẫn người bệnh là tự xử trí hen tại nhà đó. Đây, hướng dẫn người bệnh tự xử trí hen tại nhà, và nếu mà mình giỏi ra thì mình cho họ cái bản kế hoạch hành động. Cái bản kế hoạch hành động này Gina nó đưa ra rất là lâu rồi, nhưng mà ở Việt Nam thì cô không thấy chỗ nào làm, hoặc là rất là ít chỗ làm. Bản kế hoạch hành động này là cái gì? Ít nhất là mình phải viết xuống nha, nó gọi là written action plan á. Có nghĩa là mình phải viết ra cho người bệnh là khi ông bà ở nhà, ông bà bị những cái triệu chứng như vậy thì ông bà phải làm gì, số 1, số 2, số 3, số 4. Đó là cái bản là đơn giản nhất, là cái bản kế hoạch hành động cho người ta ở nhà, người ta làm gì ha đó. Và thông thường thì sẽ tăng cái liều thuốc lên, tức là thông thường dễ nhất là họ sẽ lấy cái Sapa họ xịt đúng không, Pantolin có sẵn nha. Tuy nhiên là ngoài cái Sapa thì người ta phải yêu cầu là tăng gấp 4 lần liều ICS đang dùng nha các bạn nha. Và tăng gấp 4 lần liều ICS đang dùng. Và thứ hai nữa là nên sử dụng buồng đệm. Có nghĩa là tại sao? Tại vì thường á thì họ vẫn có nhiều người họ vẫn xịt tốt, họ vẫn xịt bình thường bằng cái MDI bình thường thôi. Nhưng mà khi đã vô cơn hen rồi thì cái lúc đó là cái phế quản co thắt hết trơn rồi. Và cái lực hít nó không có, người bệnh mệt, bệnh khó thở, người ta sẽ không có phối hợp tốt cái động tác. Hoặc là người ta đang sử dụng cái bình hít bột khô thì cái lực hít vào yếu rồi, tại vì mệt mà khó thở nữa, hít không nổi. Cho nên người ta khuyến cáo là nên dùng buồng đệm nha, nên dùng buồng đệm đối với cái MDI ha. Còn nếu mà bệnh nhân đang xài cái ICS có sẵn, cái ICS hoặc Moteron, tức là cái liệu pháp mạc hôm trước mình nói đó, tức là họ đang có dùng cái liệu hàng ngày thì dùng chính cái ICS hoặc Moteron này để xịt khi mệt nha. Và nhớ là một ngày, nhưng mà khi dùng thì không quá 12 nhát xịt trong ngày đó. Tức ví dụ như bệnh nhân xịt 2 sáng 2 tối rồi, bây giờ lỡ mệt thì có thể xịt thêm 6 nhát nữa nha. À, 8 nhát nữa chứ hả? 8 nhát nữa, 8 nhát nữa ha, là được 12 nhát trong ngay ngày đó ha. Rồi. Và một cái nữa đó là nếu mà bệnh nhân vẫn không khỏe, tức là xịt rồi
tăng cái ICS lên rồi, dùng ICS hoặc Motrin rồi mà bệnh nhân vẫn còn mệt thì đi khám bệnh. Ở đây thì nó có một cái này nó gọi là thêm prednisolone 40-50mg một ngày, tức là trong cái bản kế hoạch hành động là người ta ghi luôn là nếu mà xịt không khỏe thì đi mua Meron uống, đúng không? Nhưng mà lưu ý ở Việt Nam mình là cái vụ này cũng hơi ghê ha, tại vì bệnh nhân Việt Nam mình thì nó họ hơi hơi lạm dụng thuốc á các bạn, cô thực hành thấy vậy. Thành ra là ghi vậy là coi chừng bệnh nhân họ không thèm xịt xịt gì hết ha, cứ mỗi lần lên cơn đi mua prednisolone uống hay là đi mua Meron uống thì cái này rất là nguy hiểm nha các bạn. Thành ra hết sức là cân nhắc, rất là đặc biệt là đối với những người bệnh mà họ không hiểu biết ha, không hiểu biết thì những người này họ hay lạm dụng thuốc vô cùng luôn nha. Rồi còn đây là ở bệnh viện ha, khi mà đó là nãy là tại nhà và bệnh ở nhà không bớt thì tới bệnh viện, thì ở đây mình gặp bệnh nhân tại bệnh viện thì mình làm gì? Tuần tiết là mình phải hỏi bệnh trước ha, hỏi để mình nhận định cái nguy cơ nha. Trước đây họ có hen chưa, tiền sử các căn hen cấp trước đây có lần nào nhập viện vì hen chưa ha, các cái yếu tố khởi phát nếu có nha, thí dụ như vừa ôm con mèo hay là đặc biệt có một số người là họ dị ứng với những cái yếu tố ở trong không khí, đó giờ không gặp tự nhiên đi về vùng quê cái hít phải một cái bụi cái bông gì đó là lên cơn rất là nặng nha các bạn ha. Rồi tiền sử các cái thuốc đã dùng trước đây ha, nếu mà nào giờ không có bao giờ xài ICS mà chỉ tối ngày là xài Saba không thì nó nguy cơ cao, trong cái bài trước mình nói rồi nha. Hoặc là lạm dụng cái OCS quá mức, tức là tối ngày là cứ uống không, uống Meron không ha, cũng nguy cơ luôn. Và các cái bệnh lý đồng mắt kèm theo. Rồi mình đánh giá cái độ nặng của cơn hen thì một lát qua cái bài cái slide sau sẽ thấy. Và mình nhận diện các cái yếu tố nguy cơ tử vong do hen nếu có. Hồi nãy nói rồi đó nha, yếu tố nguy cơ tử vong do hen là gì? Lạm dụng Saba quá mức ha, trên 200 lần xịt nè. Để coi slide sau có không? Đây, những cái yếu tố nguy cơ tử vong do hen nè là đã từng nhập viện cấp cứu vì hen nè, từng phải thở máy vì hen nè, uống OCS không, hoặc là không thèm xịt ICS, hoặc là tối ngày là xịt Saba không, không tuân thủ điều trị, có bệnh lý tâm thần và dị ứng thức ăn nha, dị ứng thức ăn. Thì dị ứng thức ăn ở việc thông thường là thức ăn gì các bạn có biết không? Thống kê ở nước ngoài thì người ta thấy rằng là đậu phộng và các cái loại hạt là đứng hàng đầu. Ở Việt Nam mình thì không có cái thống kê rõ ràng, nhưng mà cô lại thấy là đậu phộng thì lại ít người bị dị ứng, ít có ai lại khai là tôi dị ứng đậu phộng lắm, ít lắm luôn. Hay lại khai là dị ứng ba cái đồ biển hải sản rồi vân vân. Thành ra là Việt Nam mình thì chưa có một cái thống kê nào rõ ràng là cái tỷ lệ nào dị ứng với cái loại thuốc, cái loại đồ ăn nào là nhiều nhất thì không thấy. Tuy nhiên là cái thống kê nước ngoài là đậu phộng thì mình cũng phải cảnh giác ha. Lần đó có một cái cô bác sĩ luôn, bác sĩ ở truyền máu huyết học ha. Cổ bị hen và có ai đó tới cho cổ một cái bánh bía, vừa ăn cái bánh bía xong là lên cơn co thắt phế quản. Không biết là trong cái bánh bía đó có cái gì, không biết là cái dị ứng sầu riêng hay là đậu phộng hay là cái khỉ gì ở trong đó không biết, mà lên cơn co thắt phế quản nặng. Mà hồi đó nó cũng lâu lắm rồi các bạn, thành ra là khi mà cũng không có thang máy luôn cái chỗ đó, từ cái lầu mấy, tại vì cổ co thắt phế quản mà liên quan dị ứng thức ăn nó rất là nặng, đến nỗi mà cổ tiêu tiểu trong quần luôn và khiêng xuống không kịp luôn, cuối cùng là không có đến bệnh viện kịp là chết luôn, ghê lắm đó. Thành ra lưu ý là những cái dị ứng thức ăn ha, nếu có thì nó cũng rất là lưu ý nha. Và nếu mà một cái đợt cấp hen vậy thì nếu mà mình còn có thể phân biệt với những cái trường hợp như là đợt cấp COPD, nếu mà bệnh nhân già và chưa được chẩn đoán gì hết trước đây ha, những cái khác như là dị vật
tắc đường thở, lao phế quản nó cũng gây ra những cái triệu chứng khò khè đó ha. Hôm trước có kể các bạn nghe cái một cái ông bệnh nhân mà đến khám vì khò khè, cuối cùng là nội soi ra là sẹo hẹp khí quản do sao đặt ống nội khí quản mà nhầm lẫn với hen đó các bạn. Và đây là những cái kỹ thuật cận lâm sàng khác mình có thể cân nhắc để làm ha. Công thức máu thì có thể làm thường quy rồi, ECG nếu mà bệnh nhân lớn tuổi và có tiền sử bệnh tim mạch thì cũng nên làm. X quang ngực thì thường là để phân biệt thôi nha, nếu mình nghi ngờ có những cái bệnh lý khác hoặc là để phân biệt những cái bệnh lý khác thì mình làm thêm. Khí máu động mạch là khi nào mà diễn tiến xấu, tức là có cái SpO2 thấp, tuột, tắc nghẽn nặng thì mình đo. Còn cái chức năng hô hấp đo tại giường á, thì ở Việt Nam mình không thấy nha. Nhưng mà lát các bạn sẽ thấy các cái hướng dẫn điều trị nó đều đánh giá là nếu FPV1 không cải thiện thì làm gì, FPV1 cải thiện thì làm gì, hoặc là PEF. Ít nhất là cái PEF, tại vì cái PEF thì nó dễ. Còn cái hô hấp ký này thì không phải là mời cái máy hô hấp ký lớn, mà cái máy hô hấp ký mà hôm trước có giải nói với các bạn là cái máy nhỏ nhỏ mà chỉ dùng một thì đó, là thì thổi ra thôi đó. Cái máy gọi là máy xách tay đó, cái dụng cụ đó là nhỏ. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì không có luôn, không thấy làm luôn. Không thấy cái phòng cấp cứu nào, kể cả phòng cấp cứu bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cũng không trang bị luôn á, ngộ vậy đó. Rồi đây là cái độ nặng của cơn hen cấp, là mình khi mà mình vô thì mình sẽ đánh giá ở bệnh viện, mình sẽ đánh giá là ba cái độ nặng ha: nhẹ, vừa, nặng và đe dọa tính mạng. Đe dọa tính mạng là thấy bệnh nhân nằm im re, lơ mơ, lú lẫn và không nghe phổi, không thấy gì luôn á ha. Thì cái này là rất là nặng, rồi cái này mình cân nhắc mình cho ICU luôn ha, chuyển ICU luôn nha. Còn nhẹ vừa đó thì là bệnh nhân còn nói chuyện được. Còn nếu mà nói mà từng chữ là nặng rồi đó. Bệnh nhân có thể ngồi nằm không kích động. Còn nếu mà nặng thì bệnh nhân phải chồm ra phía trước và có thể kích động ha. Nhịp thở thì một bên là chỉ thở nhanh thôi, nhưng mà nếu mà thở tới trên 30 lần một phút là nặng ha. Bên này thì không co kéo, bên này có co kéo cơ hấp phụ. Và nếu mà nhịp tim tăng nhanh trên 120 lần một phút là nặng nha. Và có cái SpO2 thấp nha. Ở đây nó đo cái PEF nè, các bạn mới vừa nói đó, tức là cái lưu lượng đỉnh nha. Nếu mà cái lưu lượng đỉnh, mấy người này là người ta có cái lưu lượng đỉnh tại nhà rồi á, thì mình sẽ so sánh với cái lưu lượng đỉnh trước đây của người ta. Nếu mà nó thấp dưới 50% cái lưu lượng đỉnh người ta thường dùng tại nhà đó, người ta thường đo tại nhà, thì nguy hiểm nha, là nặng rồi đó. Và đây là cái xử trí thôi, cái này là tại bệnh viện luôn này, đây tại khoa cấp cứu bệnh viện nó cũng giống nhau thôi, không có gì khác mấy. Là nếu mà mình thấy là bệnh nhân lơ mơ lú lẫn, ngực im lặng thì mình chuyển ICU luôn ha, nặng, rất nặng đó, đe dọa tính mạng. Và trong khi chờ đó thì mình cũng phải cho bệnh nhân phun Sapa, cho bệnh nhân thở khí dung và chuẩn bị để đặt nội khí quản nha. Còn nếu mà bệnh nhân không có đe dọa tính mạng thì mình sẽ phân coi là bệnh nhân nhẹ vừa hoặc là bệnh nhân nặng. Như cái bản vừa nãy mình vừa coi đây ha. Đây. Nếu mà cái dạng nhẹ vừa thì mình cho phun khí dung Sapa ha. Mình cho phun khí dung Sapa. Nếu mà mình ở cái đơn vị ban đăng đầu, như mình ở trạm y tế mình không có máy phun khí dung thì mình có thể cho bệnh nhân xịt như cái đây, đây nè, là xịt BMDI với bùn đệm 4-10 nhát và lặp lại mỗi 20 phút nha, mỗi 20 phút. Là này là mình cơ sở chăm sóc ban đầu mình không có máy gì trơn á, thì mình lấy cái bồn đệm với cái PMDI mình cho bệnh nhân xịt nè, xịt 4-10 nhát luôn nha các bạn. Nhưng mà lưu ý là mấy người lớn tuổi quá mà cho xịt nhiều Sapa quá thì một lát họ bị rung và họ bị nhịp tim nhanh ha. Rồi. Lặp lại mỗi 20 phút nha, lặp lại mỗi 20 phút.
Nếu mà bệnh nhân mình ở bệnh viện á, thì mình cho họ phun khí dung, phun khí dung, và mình có thể cho Sapa không hoặc là kết hợp với lại Sapa Sama nha. Rồi nếu mà SpO2 thấp thì mình cho bệnh nhân thở oxy nha, thở oxy, và mình cho OCS nữa, là OCS, OCS tức là corticoid đường uống. Cái này có nhấn mạnh rồi bài trước á, là không bao giờ mà vô 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 cơn hen cấp mà mình quên cái OCS này ha. OCS này là uống ha, uống, tại vì nhẹ vừa thì uống được rồi. Còn nếu mà bệnh nhân ở cái dạng nặng đó thì cũng giống như cái này, nhưng mà mình phải tiêm tĩnh mạch luôn, OCS hoặc là tiêm tĩnh mạch. Và nếu nặng quá mình xem xét cái magnesium tĩnh mạch. Thì magnesium này thực ra thì cô cũng không có kinh nghiệm, nhưng mà các guideline điều trị hen nó đều cho, nhưng mà tiêm có một liều duy nhất thôi, 2 gram nha, 2 gram tiêm tĩnh mạch. Và ở đây cái nặng là thêm cái gì, ICS nha các bạn nha, ICS nặng mới cho nha. Tức là ở đây mình phun cái gì, pulmicort đó, pulmicort cộng với IV, corticoid IV cộng với pulmicort. Và các bạn nhớ là tôi thấy các bạn ở đâu cứ bệnh nhân vô hang cái là quất Sapa cộng pulmicort, xài xài quá rộng rãi. Hôm trước có nói về cái vụ cơn cấp, đợt cấp COPD rồi đó. Đợt cấp COPD là không có chỉ định xài cái corticoid đường hít thay thế cho cái corticoid đường toàn thân, bởi vì cái đường toàn thân nó tốt hơn và nó hiệu quả hơn. Còn trong cái hen á thì cho phép xài, nhưng chỉ ở cái ca nặng thôi nha, ca nặng thôi. Tôi thấy đa phần các bạn xài cái bôn mê khi dùng rất là rộng rãi ha, ngay kể cả nhẹ nhẹ cũng quất luôn. Thì ở đây coi là rồi, bây giờ nếu mà xài điều trị như trên mà diễn tiến vẫn xấu thì đánh giá lại ha. Nếu nặng quá thì mình lại chuyển ICU, còn nếu mà cải thiện thì làm sao. Tức là thường là họ đánh giá lại bằng cái đo cái PF đó. Nếu PF cải thiện thì cho xuất viện, tại vì cái hen thì ít khi nào họ cho nằm lâu lắm ha. Nếu mà cải thiện qua được cái cơn hen rồi thì cho về, còn nếu mà chưa tốt thì mình sẽ tiếp tục theo dõi nha. Rồi thì đây là các cái thuốc ha, cái thuốc giãn phế quản, nhắc lại từng loại thôi ha. Thì giữa cái phun khí dung với lại cái xịt BMDI bồn đệm thì người ta nói là hai cái này không có chứng minh là cái nào tốt hơn cái nào nha. Tuy nhiên á, là nếu mà bệnh nhân hợp tác kém á, thì mình phun khí dung nó dễ hơn đúng không. Còn cái chuyện phun khí dung liên tục á, thì tới nay vẫn chưa có một cái nào, chưa cũng chưa có guideline để cho thấy rằng nó tốt. Thành ra là mình cứ phun khí dung từng đợt thôi các bạn nha. Và khi mà phối hợp vừa Sapa Sama thì người ta chứng minh là nó tốt hơn cái Sapa đơn độc nha. Thành ra là đối với cái hen nặng thì người ta khuyến cáo nên xài vừa Sapa Sama, nhẹ nhẹ thì mình xài Sapa không được rồi. Còn những cái như là diaphyllin, aminophyllin thì không có chỉ định truyền rộng rãi nha, cái này cũng quan niệm luôn nha. Ở việc ở, ở Phạm Ngọc Thạch là không có xài luôn. Còn tôi thấy một số tỉnh cũng như Bạch Mai rồi thì cũng có xài nha. Thì khi xài thì hết sức cẩn thận. Và cũng giống như hôm trước nói cái đợt cấp hen thì mình nên lưu ý là khi mình cho bệnh nhân phun khí dung mình phải tối ưu hóa cái việc dùng cái đường khí dung để cho cái thuốc nó vào đầy đủ, thì đa phần là như vậy là đã bệnh nhân thường là nó cải thiện rồi. Và kinh nghiệm của cô lúc làm hồi xưa ở làm trưởng khoa COPD á là không có cần xài tới aminophyllin, là đa phần bệnh nhân ổn hết nha. Một số trường hợp thì xài thêm cái đồng vận beta 2 đường tĩnh mạch, tức là cái gì các bạn, nó gọi là cái gì quên rồi ta,
cái gì các bạn? Tự nhiên quên rồi. Cái gì tiếp? Tetbutalin á cô. Tetbutalin à, đúng rồi. À, chích tetbutalin đó. Thì một số trường hợp mình có thể chích thêm cái tetbutalin nhưng mà cũng không khuyến cáo ha. Cũng không khuyến cáo rộng rãi, tại vì một số trường hợp thì giờ nếu mà mình đánh giá cái đường khí dung không có hiệu quả, mình có thể dùng thêm cái đường tĩnh mạch hỗ trợ nha, hỗ trợ. Và hồi nãy có nói cái vụ dị ứng thức ăn, dị ứng thức ăn và liên quan tới sốc phản vệ nữa đó, thì mình nên dùng cái epinephrine adrenaline chích nha các bạn. Tức là đối với các cái hen cấp không có liên quan gì tới sốc phản vệ thì không cần chỉ định, nhưng mà nếu có sốc phản vệ thì phải cho chị xài adrenaline nha, adrenaline. Hồi xưa đó, hồi thời bao cấp đó, thì Việt Nam mình không có mấy cái thuốc giãn phế quản, cứ cơn hen vô là quất adrenaline thôi. Tại vì adrenaline nó là cái gì? Nó là đồng vận alpha beta luôn nha, cho nên là chích vô là nó giảm hết đó, nó giảm hết. Còn bây giờ thì họ có đầy đủ cái thuốc giãn phế quản rồi, thì cơn hen cấp người ta chỉ dùng giãn phế quản thôi, và sốc phản vệ người ta mới dùng thêm cái adrenaline nha. Còn cái magnesium triphosphat nãy nói các bạn đó là truyền tĩnh mạch 2 gram, liều duy nhất thôi ha, và nó có một cái số chống chỉ định đây ha. Rồi khi nào hen nặng á ha mới làm mới dùng nha, còn hen không nặng thì thôi. Corticoid thì chỉ định hầu hết nha các bạn, tức là cô nhấn mạnh là corticoid đường toàn thân là phải dùng trong hen nha, nhẹ thì dùng OCS, nặng thì IV nha, và nặng nữa thì IV cộng với ICS nha, ICS. À, đây là cái hai cái liều của Bulmicor ha, Bulmicor 500 mg và bây giờ nó ra cái Bulmicor 1 mg nha. Và ra viện rồi á thì mình vẫn tiếp tục cho cái OCS nha các bạn, chứ các bạn ngưng là phải cho tiếp cái OCS trong vòng 1 tuần lễ đó. Và nếu mà bệnh nhân có cái hạ oxy máu thì bệnh nhân phải cho bệnh nhân thở oxy, và đây là cái chỉ định thở máy, hay là những cái rất nặng ngay từ ban đầu đe dọa tính mạng ha, hôn mê, ngưng thở, thiếu oxy máu và tri giác xấu thì phải cho bệnh nhân thở máy luôn nha. Rồi thì trong cái thở oxy bệnh nhân hen á thì cái SpO2 mục tiêu là 93-95, còn trong cái đợt cấp COPD thì cái SpO2 mục tiêu các bạn còn nhớ không, 88-92 nha, hai cái này khác nhau nha. Rồi. Đây xuất viện ha, xuất viện á thì khi nào lâm sàng ổn định, PEF cải thiện, FEV1 cải thiện thì cho bệnh nhân xuất viện nha, tái khám đều đặn nha. Và khi cho về á là cái OCS nhớ cho bệnh, bây giờ mình bệnh nhân mới cho có 1 ngày hay là chưa đầy ngày, cái bệnh nhân khỏe, bệnh nhân đi về mà mình cho cái OCS có 1 liều 2 liều gì đó, bệnh nhân á về cái bệnh nhân sẽ bị trở lại. Cho nên các bạn cũng phải cho tiếp cái OCS đó nha. Với lại hôm trước Kỳ có nói là tăng liều cái gì, tăng bậc, tăng hạn vậy đó, đó là này phải liên quan tới mấy cái đợt cấp này nè, tức là khi mà bệnh nhân vô một cái đợt cấp thì mình có thể tăng bậc ngắn hạn, và tăng bậc như vậy là tăng cũng cả tuần lễ, 3 ngày, 5 ngày tuần lễ gì đó, rồi mình mới trả lại cái ICS ban đầu cho người ta, cái liều ban đầu cho người ta ha, cái liều mà người ta đang dùng đó. Và nhớ là phải có cái giáo dục sức khỏe, hướng dẫn cách sử dụng thuốc, tuân thủ thuốc và ghi cho người ta cái bản kế hoạch hành động. Rồi hết. Rồi các bạn có hỏi gì không?
hết cái cơn hen cấp rồi đó. Có hỏi gì không? Cô cho em hỏi suốt lần, ví dụ như là vô trong phòng cấp cứu cô mà cô không, mình vẫn chưa, nghĩa là bệnh nhân có ngoài 40 tuổi mà cũng chưa có tiền sử hen, nhưng mà cô thì biểu hiện triệu chứng của cái khó khăn phế quản như vậy á, thì mình xử lý theo cái là cũng chưa loại trừ được cái là hen hoặc là COPD, thì lúc đấy thì mình nên cái dung cái gì cho bệnh nhân, lúc đấy thì có nên xài Fumicort như là hồi nãy cô bảo là không nên xài cho bệnh nhân hen hay không, là câu hỏi chứ. Cho OCS. OCS. Tại vì corticoid trong đợt cấp COPD hay là đợt cấp hen đều cho phép xài hết. Đúng không? À. Thành ra là giờ mình xài corticoid đường đường uống đi. À, ví dụ mà bệnh nhân đang có cái biểu hiện của siêu hấp được không? Dạ, bệnh nhân đang thở hổn hển rồi đang mệt rồi, mình có nên dùng cái đường uống em. Em biết là cũng nhanh bằng. Dạ. À, khó quá thì mình cho luôn đâu biết. Cái đó là mình chưa biết cái đó là cái gì thì mình xài bao hết nha. Còn trừ khi mình chẩn đoán chắc ca này hen rồi à, mình cho phun thì nó hơi hoặc là mình quên chẩn đoán ca này là COPD rồi mà cho phun thì không đúng vậy đó. Dạ thì câu chuyện ấy em ở phòng cấp cứu mà cũng chưa khó, không người nhà hoặc là bệnh nhân nào mà chưa có tiền sử hen bao giờ thì lúc đó thì mình nên xài cái gì không? Khí dung đúng không? Phun khí dung đường giãn phế quản là chắc rồi đó ha, chắc chắn là phải phun khí dung rồi đó, và mình cho cái corticoid đường tĩnh mạch nếu các bạn thấy nặng, còn nếu nhẹ thì mình cho corticoid đường uống rồi mình cho cái thở. Mình dùng cái khí dung thì mình nên dùng cả cái kết hợp cả Saba lẫn Saba không? Ừ, Saba luôn nếu mình đánh giá nặng. Thường là COPD hen thì đều xài Saba cộng Sama hết đó, trừ phi là hen mà nhẹ nhẹ thì Saba không, hoặc là trẻ em thì Saba không. Thế cô em hỏi chút nữa là với trường hợp mà bệnh nhi không khoảng 2 tuổi đó cô, dạ thì biểu hiện của cái khó thở xong rồi cũng vô bệnh viện di động, thì tại vì là người quen thôi thì trao đổi thì em thấy là ở đấy thì người ta cũng chẩn đoán là một cái hen phế quản, tuy nhiên thì về nhà thì người ta cũng cho thuốc về nhà uống trong 3 ngày, sau đó quay lại tái khám, tuy nhiên thì nhà bệnh nhân cũng ở xa, xong bệnh nhân cũng đi theo bác sĩ ở phòng vật tư ở dưới quê thôi, thì cũng không có duy trì, sau đó thì ở dưới bác sĩ cũng chuyển qua bèo ấp, người ta cũng bảo là cũng chưa chắc đó là hen, cũng cần phải theo dõi thêm. Thì trong cái trường hợp đầu tiên như vậy mà bệnh nhi như vậy phát hiện lần đầu và bằng chứng là sau khoảng tầm nửa năm nay thì bệnh nhân cũng không có các cái biểu hiện của cái triệu chứng của lên cái cơn hen như vậy, thì theo cô như vậy mình có chẩn đoán là hen hay không, hay là ở cái bệnh nhi thì có nghĩ đến bệnh gì khác không cô? Thường dưới 2 tuổi là người ta không có chẩn đoán hen chắc chắn, bởi vì khó lắm, nó dễ phân lầm với những cái bệnh khí khác như là viêm tiểu phế quản tắc nghẽn rồi đó, cho nên là dưới 2 tuổi là không chắc chắn. Bác sĩ nào đó nói là đúng rồi đó, không chắc chắn và mình phải theo dõi. Nếu mà nó có yếu tố tái đi tái lại, khai thác gia đình, khai thác dị ứng đều có thì mình mới nghĩ nhiều. Và đo hô hấp ký thì bé quá đâu có đo được, nhưng mà lớn một chút khoảng mình phải theo dõi, và thường là theo dõi tới 3 tuổi để mình có khả năng mình chẩn đoán dễ hơn, tại vì thường mấy cái tiểu phế quản tắc nghẽn rồi đó thì đó qua 3 tuổi nó sẽ hết, nhưng mà nếu nó còn hoài đứa cứ tái tới tái lui thì mình nghĩ nhiều tới hen, khai thác thêm yếu tố gia đình nữa. Thì cái yếu tố hen thì hôm trước cô có nói các bạn rồi đó, nó cứ thay đổi, tức là nó cứ tới lui tới vui, nó cứ có rồi không rồi có rồi hết, thì những cái đó yếu tố đó là nghĩ nhiều tới hen. Và đặc điểm với cái biểu hiện hen nó xuất hiện có những cái yếu tố khởi phát nữa, ví dụ như nó cười giỡn quá mức nè, nó sau một đợt nhiễm trùng hô hấp nè, rồi nó tiếp xúc với dị nguyên mèo chó gì đó vân vân, thì mình khai thác những cái đó.
Còn bằng chứng của hô hấp ký ở trẻ em á, thì 3 tuổi thì nhỏ quá, nhưng mà khoảng 5 tuổi, 6 tuổi á, thì nó có đo được bằng cái IOS đó. Yeah, IOS tức là dao động xung ký ha. Đo cái kháng lực đường thở ngoại biên trẻ em. Kháng lực đường thở ngoại biên, và cái kỹ thuật này đo nó không có đòi hỏi phải gắng sức thổi đúng cái kỹ thuật giống như là đo hô hấp ký, cho nên nó đơn giản. Thì có thể dựa vô cái IOS đó để chẩn đoán hen cho những đứa nhỏ. Còn cỡ khoảng 8-10 tuổi trở lên thì một số bé đo được hô hấp ký, thì lúc đó mình nên chẩn đoán bằng cái hô hấp ký. Rồi, hỏi gì vậy được chưa? Cô ơi, vậy thực tế thì dùng cái Pulmicort được khí dung của cô, thì bây giờ còn dùng trong cái trường hợp bệnh nào nữa cô? Bữa giờ ta hay dùng uống với lại đường tĩnh mạch không, thì khí dung thì thực tế mình còn dùng trong trường hợp cấp cứu, trong trường hợp nào nữa cô? Đôi khi bệnh nhân... tức là Pulmicort trong cấp cứu á, thì hồi nãy có xài chứ, cho phép xài mà, nhưng mà đối với hen nặng ha. Còn hen nhẹ xìu á, thì không cần, chỉ uống đủ rồi và nó kết hợp với tĩnh mạch. Nhưng mà nói chung á, thì nó nói vậy thôi chứ mình vẫn có thể xài rộng rãi hơn đối với hen à, nhưng mà không nên xài đối với COPD vậy thôi. Còn hen á, thì một số á, mặc dù guideline nó nói vậy, nhưng mà một số nghiên cứu thì nó chứng minh rằng là xài sớm cái Pulmicort ở cơn hen cấp thì nó giúp là bệnh nhân rút ngắn thời gian cải thiện, rút ngắn triệu chứng rồi đó. Thì cô có đọc một số cái tài liệu nó chứng minh vậy, tuy nhiên guideline thì nó không đưa đó. Thì như vậy thì nếu mà mình chắc là hen thì mình vẫn có quyền xài. Cũng không sai lắm, nhưng mà đối với cơn đợt cấp COPD thì không khuyến cáo vậy thôi. Dạ, cũng thôi. Bệnh viện em thì cũng có cái trường hợp giống như cô hồi nãy nói là cũng có bác sĩ, xong rồi bị dị ứng với lại thức ăn đó cô, xong rồi lên cơn hen cấp và ngừng tim trước viện luôn, sau đó vào thì bị mất não. Thì những cái trường hợp mà như vậy, mà nếu như mà mình gặp những trường hợp mà có tiền sử hen mà có dị ứng thức ăn như vậy, thì lúc mà cấp cứu cô thì mình uống adrenaline, nên xài mà lúc đó thì xài adrenaline như là kiểu của một cái phản vệ đó, đúng không cô? Đúng rồi, dùng được bắt. Dạ, đúng rồi. Dạ, em cảm ơn cô. Dạ cô ơi, chị em hỏi là Dũng trước đây em thấy một số cái bệnh nhân mà Dũng những cái đợt cấp mà hen, và đặc biệt là COPD quá nặng đó cô, thì em thấy một số những cái thầy cô bác sĩ trước đây hay dùng cái adrenaline mà phun khí dung á, không biết cái quan điểm đó mình có sử dụng được không cô ha? Dạ, cảm ơn. Không, cái đó được. Là xài một cách không có theo hướng dẫn nào hết á, cô không thấy hướng dẫn nào mà cho phun adrenaline hết trơn á. Xài off label. Dạ em cảm ơn. Dạ thưa cô, là em chia sẻ một chút là mấy cái ca mà hen mà hay tử vong, hoặc COPD hay tử vong ấy, thì em thấy một số bác sĩ, kể cả bác sĩ cấp cứu, thường chậm trong cái việc đặt nội khí quản đó, thì nó rất là nguy hiểm. Thì giống như khi mình phun mà nếu mà thấy SP nó cứ cái hoài, xong là bệnh nhân mệt không thở, cảm thấy cái gắng sức nó giảm, cái là phải đặt nội khí quản liền, em nghĩ vậy. Dạ. Hen á, hen hay COPD? Cả hen cả COPD luôn đó cô. Rất nhiều COPD người là cứ chờ không, hoài để xem bệnh nhân có ra không, đến lúc bệnh nhân hết sức để thở rồi, đến lúc loay hoay nó vào thế bị động á. No, COPD là khác. Hen là khác. Hen nếu mà nó co thắt, tại vì cái co thắt phế quản của hen nó ghê gớm lắm các bạn, cho nên đôi khi cái hơn cái trong cái cơn hen cấp á, cái co thắt phế quản của co là cái co thắt cái cơ trơ các bạn biết rằng là trong cái
trong cái cơn hen cấp á, cái lớp cơ trơn phế quản nó dày lên rất là nhanh, nó viêm nó dày lên và nó co thắt ghê gớm lắm. Cho nên là bệnh nhân sẽ rất dễ rớt vô những cái nguy hiểm. Mặc dù hen thì nói chung mình nhìn chung cái bệnh hen ổn định, nó nhẹ, nhưng mà khi nó đã vô cái cơn hen cấp thì nó có thể rất là nặng nha. Ngược lại cái SUPD á thì đã lại khác. Cái lớp cơ trơn trong cái SUPD nó mỏng thôi, và cái rối loạn oxy hóa máu ở bệnh nhân SUPD thường là do cái kém thông khí và cái giảm cái CO2, giảm cái O2 và tăng cái CO2. Cho nên á, cái chỉ định mà đặt nội khí quản và thở máy ở bệnh nhân COPD nó lại khác. Tức là mình phải đo cái khí máu động mạch, và khi nào mà nó có cái khuynh hướng toan máu rồi á thì mình mới đặt. Chứ còn tại vì bạn đặt nội khí quản ở bệnh nhân COPD mà đặt nó khó ra lắm luôn á, đặt rồi là ôm luôn. Mình cái chỉ tỷ lệ cai máy thành công ở bệnh nhân COPD rất là thấp. Cho nên là, và người ta cũng cân nhắc là nếu mà bệnh nhân còn tỉnh táo thì nên là không khí không xâm lấn, chứ không có chỉ định mà đặt nội khí quản quá sớm như vậy đâu. Cho nên là mình cứ đánh giá bằng cái oxy đó, mình đánh giá bằng oxy và khí máu động mạch để mình quyết định là đặt nội khí quản hay không. Chứ và mình nên ưu tiên cái vụ giãn phế quản hơn là hai cái chỉ định khác nhau các bạn nha. Chứ mình đừng thấy là cái ông bệnh nhân COPD co thắt phế quản rồi đặt ống liền nha, phải có cái khí máu động mạch nữa. Dạ vâng. Tức... Dạ. Thì giống như đặt nội khí quản của COPD nó cũng có một cái bảng những cái tiêu chuẩn đó, nhưng mà ý em nói là giống như trong cơn cấp á, là nhiều khi bệnh nhân, tức là lúc đầu là cái cơn bệnh nhân cố gắng gắng sức để thở, nhưng mà sau đó giống như nó nặng quá, bệnh nhân thở không được mà giống như kiểu mệt, lúc đấy là nó xuống rất là nhanh. Tức là thì mình phải theo dõi bằng khí máu động mạch. Tức là ở bệnh nhân siêu bi nó có ba cái lý do để mình đặt nội khí quản. Cái thứ nhất á là toan máu bữa học rồi đó, trong cái khí máu động mạch, tức là BaCO2 tăng tới lúc mà pH bắt đầu tuột thì lúc đó mình phải đặt nội khí quản thì không chờ được nữa rồi. Cái thứ hai á là khi mà mình tăng cái liều oxy lên hoài, tức là BaO2 không đạt được cái nhu cầu như mình mong muốn, tức là BaO2 mình đặt cái mục tiêu là phải đạt được 60, nhưng mà dù thở kiểu gì tới 6 lít, 8 lít, 10 lít, mười mấy lít vẫn không đạt được cái BaO2 60 ml thủy ngân là có chỉ định. Và cái thứ ba đó là nó gọi là mỏi cơ, yếu cơ đó, những cái bệnh nhân đó là thở không được luôn, thì để hỗ trợ cái yếu cơ hô hấp. Những đó là những cái bệnh mà thường là bệnh nhân suy dinh dưỡng, ốm nhách ốm nhom thở không nổi, thì những ca đó cũng có chỉ định. Thường nhưng mà những ca họ thở không nổi đó, các bạn cũng thấy thì khí máu động mạch nó cũng sẽ thay đổi. Cho nên cái chỉ định của đặt nội khí quản ở bệnh nhân thở máy ở bệnh nhân COPD là bạn phải dựa vô khí máu động mạch là chính đó. Còn ở cái hen thì bạn dựa vô lâm sàng là chính đó. Giờ có ai hỏi gì nữa không? Cô ơi, thường thường mấy cái trường hợp mà cần hỗ trợ cái oxy á cô, thì ở quận Hồ Xem làm á, thì bước một là cho thở qua cannula, thứ hai ống đạt nữa thì lên mask, rồi mask có túi thì ống đạt được thì qua Venturi. Cô chuẩn về cái sử dụng mấy cái dụng cụ oxy. Nó có hai cái loại điều trị oxy ha. Điều trị oxy lưu lượng cao và lưu lượng thấp nha. Thì điều trị oxy lưu lượng thấp tức là bệnh nhân
không không phải là dựa vô cái số lít phút để quyết định là cao hay là thấp, hay là cũng không phải dựa vô cái FiO2 nữa, mà điều trị lưu lượng oxy mà lưu lượng cao á, thì nó gọi là có hai cái thôi, đó là thở máy, tức là thở máy oxy trong cái thở máy, và cái thứ nhì nữa là cái Venturi, nó xếp vô là điều trị oxy lưu lượng cao ha. Còn cái những cái như là cannula và thở mát, thở mặt nạ đó, thì trong cái mặt nạ đó nó lại có hai loại nữa là mặt nạ thở lại và mặt nạ không thở lại. Thì cả ba cái này á, nó đều xếp vô nó gọi là điều trị oxy lưu lượng thấp. Điều trị oxy lưu lượng thấp có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là cái mức FiO2 nó thay đổi phụ thuộc vào nhiều cái vấn đề liên quan tới cái nhịp thở của người bệnh và cái bệnh lý vốn có của họ. Vì vậy cho nên là cái mức oxy á, là mình chỉ ước tính thôi chứ nó không chắc chắn. Và như vậy á, thì cái cannula là cái đầu tiên mình hay sử dụng, là bởi vì nó phù hợp cho cái mức lưu lượng phút từ 1 lít tới 6 lít nha. Tức là mình tăng cái liều lưu lượng oxy lên từ 1 lít tới 6 lít phút. Và cái FiO2 ước tính là mỗi lít phút thì mình cộng thêm 0,04, cái này các bạn biết rồi đúng không? Thì khi mà tới trên 6 lít phút rồi á, thì không có được xài cái cannula nữa vì nó không có hiệu quả. Và khi mà trên 6 lít phút thì mình bắt buộc mình phải đổi qua cái mặt nạ. Thì cái mặt nạ nó có hai loại mặt nạ, và là mặt nạ thở lại và mặt nạ không thở lại. Thì nó khác nhau ở chỗ cái van. Ở trong cái mặt nạ không, mặt nạ thở lại nó chỉ có một cái van thôi. Cái van đó nó nằm ở chỗ cái túi á. Hai cái mặt nạ thở lại không thở lại nó đều có cái túi hết. À quên, có ba loại mặt nạ chứ. Nó gọi là simple mask, tức là mặt nạ mà không có túi gì hết. Rồi cái mặt nạ mà có túi á, thì nó trong cái mặt nạ mà nó có cái túi á, thì nó lại có hai loại là thở lại và không thở lại. Thì cái mặt nạ simple ở Việt Nam mình tôi lại không thấy bán nha. Rồi là cái mặt nạ đơn giản không có cái túi gì trơn á. Còn cái mặt nạ mà có túi á, mặt nạ có túi á, thì nó lại có là cái thở lại và không thở lại. Thì các bạn muốn biết cái nó thở lại không thở lại á, thì cái mà thở lại nó chỉ có một cái van thôi, đó là cái van nằm giữa cái cuốn của cái túi á. À, còn cái mặt nạ mà không thở lại á, là nó tới ba cái van. Một cái van nằm giữa cái cuốn của cái túi và một cái van nằm ở trên cái mặt nạ, ngay cái lỗ từ cái mặt nạ ra ngoài đó. Là như vậy á, thì khi mà mình tăng cái liều lên á, thì mình sẽ từ cannula rồi lên mặt nạ simple rồi tới mặt nạ không thở lại hoặc thở lại. Cái liều nó sẽ tăng lít phút lên, tăng lên dần dần, có thể tới 10 lít phút tới 15 lít phút nha. Còn cái Venturi là gì? Venturi nó lại là một cái khác, chứ không phải là mình xài cái cannula xong rồi mặt nạ xong rồi không bớt mới phải Venturi. Mà cái Venturi là một cái dạng gọi là thở oxy lưu lượng cao, bạn có thể cho ngay từ đầu cũng được, hoặc là cho song song, tức là thay thế cái cannula cũng được. Hoặc là, nhưng mà tại vì như vậy nó tâm lý của người bệnh á, mà ụp cái mặt nạ vô họ khó chịu lắm, cho nên thông thường mình ai cũng xài cannula nó dễ chịu, còn cái mặt nạ vô nó bực bội khó chịu, nhiều người còn không chịu xài. Cho nên á, là nếu mà cannula không hiệu quả thì mình có thể chuyển qua Venturi luôn, chứ không cần qua mấy cái mặt nạ kia. Và cái Venturi nó khác với những cái mặt nạ kia ở cái chỗ nào, đó là cái Venturi nó có cái mức FiO2 ổn định á, thường nó có 6 cái màu khác nhau á. Và mỗi cái màu á, cái màu á, các bạn trong cái mặt nạ nó có cái lỗ đó. Cái lỗ nó to nhỏ khác nhau, nó sẽ quyết định cái mức FiO2 khác nhau của cái mỗi cái mặt nạ ha. Và nó thể hiện bằng cái màu đó. Thì trên cái đó nó cũng in rõ là ví dụ như cái màu nào thì cái FiO2 được để cho bệnh nhân thở là nó cố định, ví dụ như ghi 28%, có nghĩa rằng là bệnh
kiểu gì bệnh nhân cũng được thở với cái FiO2 28%. Dù bệnh nhân thở nhanh, thở chậm, dù mình để cái mức lưu lượng phút là bao nhiêu, thì bệnh nhân cuối cùng cũng được thở, cái FiO2 cuối cùng của bệnh nhân vẫn là 28%. À, chính xác luôn. À, nhưng mà nó có cái phiền đó là nãy cô nói là cái mặt nạ đó nó làm cho bệnh nhân ăn không được, uống không được, tối ngày ụp vô, khó chịu lắm. Nha. Thành ra là tuy nhiên nó rất là hay ở chỗ đó. À, và nó cũng hạn chế cái việc mà thở lại cái CO2 đó. Thở lại cái CO2 đó. Thành ra là đối với những bệnh nhân COPD á, thì nên chọn cái Venturi hoặc là cái mask mà không thở lại á. À, nó sẽ không thở lại cái CO2 của bệnh nhân. À, vậy thôi. Được chưa? Hỏi vậy được, trả lời vậy được chưa? Còn thắc mắc gì thêm không? Alo, alo. Dạ, cô cho em hỏi thêm một câu nữa. Dạ, bệnh nhân vào mà với một cái triệu chứng bệnh nhân tuổi trẻ mà vào mà với cái triệu chứng của cái co thắt phế quản đó cô. Ừ. Sau khi mình xử lý cơn hen thì theo sự phác đồ hen thì bệnh nhân đỡ. Nhưng mà khi mà mình đo thông khí lại, bệnh nhân không có các cái triệu chứng của cái rối loạn thông khí, tắc nghẽn ở có hay là giãn phế quản hồi phục gì đó thì không có các cái kết quả đó thì âm tính hết, thì cái việc điều trị tiếp theo của cái duy trì trong cái hen phế quản nó có nên điều trị không, hay là phải làm lại nhiều lần sau đó thì mình mới quyết định điều trị ạ? Đúng rồi, nếu mà ta vô cơn hen đúng không? Dạ. Yeah. Mà đo hô hấp ký bình thường thì coi chừng không phải. Dạ. Yeah. Ừ, coi chừng không phải. Tại vì ví dụ như người ta ra cơn hen rồi mình đã hô hấp. Dạ. Tức là như vậy, nếu mà bệnh nhân đến khám bình thường thôi, ngoài cơn hen đo hô hấp cái bình thường, ok, không nói gì. Yeah. Nó vẫn có thể là hen, nhưng mà này người ta vô cơn hen cấp mà phải nhập viện thì cái chuyện mà đo lại cái hô hấp ký mà nó bình thường nhanh quá thì coi chừng cũng không phải luôn. Yeah. Tức là mình đo lại thường đó, ví dụ bệnh nhân đã ra khỏi cái cơn hen cấp nhưng mà vừa ra khỏi thôi đó. Yeah. Tức là vừa hết cái cơn hen mình đo cái hô hấp ký lại thì thế nào nó cũng phải có chút đỉnh là vẫn chưa hồi phục được như bình thường. Chứ còn nếu mà bạn đo bình thường luôn á thì coi chừng chẩn đoán không đúng, phải đi tìm cái chẩn đoán khác. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Rồi, có hỏi gì nữa không? Không hỏi nghỉ. Dạ, cô cho em xin cái bài giảng của cô ấy, cô. Bài giảng cho rồi. Bài giảng hen thôi. Dạ. Bài giảng hen cho rồi. Dạ. Bài giảng hen á là nó nằm trong cái bài hôm qua luôn á. Dạ, là cái đợt cấp mình nằm trong bài hôm qua á. Dạ. Nằm trong cái bài điều trị hen á. Dạ, dạ. Em cảm ơn cô ạ. Rồi nghỉ ha. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ.